trên Đại Đức Giảng Sư. Hôm nay đạo tràng chúng con hồi đủ nguyên lành, thành tâm đảnh lễ, kính dâng lời cung thỉnh. Thầy về mát cả nắng vàng, cho ngoài vườn nở cánh hoàng lan hương. Ngỡ mình như một giọt sương, lung linh trong cõi dịu thường đó chăng. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, hàng Phật tử chúng con ở nơi xa xôi, nhưng lại nhờ Pháp Phật nhiệm màu nên đã có được thiện duyên nghe được những thời pháp dụ của Đại Đức truyền trao qua nhiều phương tiện. Từ lúc ấy đã có lòng hướng Phật, luôn mong được là thính chúng trong pháp hội của Thầy. Nay vì lòng bi mẫn, nhân chuyến đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ, Thầy đã hoan hỷ đáp lời cung thỉnh của chúng con để quang lâm ban bố pháp thoại hôm nay cho đạo tràng. Nay pháp tràng đã nghiêm tịnh, thính chúng đã một lòng, chúng con nhất tâm đảnh lễ, thành kính cung thỉnh Đại Đức tuyên dương pháp ngữ cho hàng đệ tử chúng con được thấm nhuần pháp ngữ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời toàn thể đạo tràng niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, kính thưa đại diện cho ban tổ chức là gia đình Phật tử An Nguyệt, kính thưa toàn thể Phật tử chúng hội, lời đầu tiên là chúng tôi xin được thành kính tri ân nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, gia đình Phật tử An Nguyệt đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể các vị. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thì tôi cũng cảm ơn sự có mặt đông đủ của các vị hôm nay. Thật ra thì tôi cũng không có được biết các vị nhiều trong đây, biết có một vài vị ít ỏi thôi. Nhưng không biết hội trường có ai biết tôi không à? Xin được cảm ơn và xin kính chào hết toàn thể tất cả các vị. Rất có thể là các vị không được gặp tôi trực tiếp, nhưng có thể là biết gián tiếp qua các cái bài giảng của tôi trên đĩa CD hoặc là trên các website, đúng không ạ? Dạ. Và vì vậy thì cho nên chúng ta mới có cả cảm giác quen quen. Chưa gặp lần nào nhưng vẫn có cảm giác quen quen. Và năm 2008 tôi có sang Mỹ và tôi cũng giảng nhiều buổi giảng tại vùng Nam Bắc Cali này. Và trong cái lịch trình chuyến đi này thì tôi đi trải nhiều tiểu bang, và điểm cuối cùng là tôi dừng chân tại miền Bắc Cali. Và để chia sẻ với các vị, và để không làm mất thời giờ các vị, thì tôi xin được chia sẻ với các vị với đề tài hôm nay về một cái nhìn của chúng ta về Phật giáo trong cái vấn đề mà gọi là rất nhạy cảm trong xã hội, đó là đạo Phật và tình yêu. A Di Đà Phật. Đề tài này thì nó cũng không mới với chúng tôi, nhưng mà rất có thể mới với một số người. Và các vị có quan niệm rằng là tôi từng tuổi này mà thầy còn nói về tình yêu gì nữa không? Xin thưa các vị, nhưng đó là vấn đề các vị cần phải nghe, và thật sự các vị cần phải hiểu. Các vị già có thể chết 80 đời
hay là nhiều kiếp khác chưa chắc gì giải quyết được một vấn đề quan trọng này. Mà chúng ta đừng đơn giản nhìn bằng một cái nhìn rất là giới hạn đó. Tôi có thể nói về đạo Phật và tình yêu, hay là tình yêu dưới cái nhìn của Phật giáo như thế nào. Điều này từ xưa nay chúng ta có một cái quan niệm rất là giới hạn về nó. Chúng ta xem như là một vấn đề đối kháng trong Phật giáo. Và thậm chí chúng ta còn có một cảm giác là cấm kỵ trong nhà Phật. Và chúng ta cứ nghĩ rằng nhắc đến đạo Phật thì không thể nhắc đến tình yêu, bởi vì hai cái đó nó giống như là hai cái gì đối chọi nhau, không thể cùng song hành và không thể là liên hệ được. Và vì vậy chúng ta thấy là cửa chùa là một nơi trang nghiêm thanh tịnh, tình yêu là chuyện trần tục, mà đi đề cập hay là nói tới vấn đề đó, chúng ta cảm giác rằng nó không có được thánh thiện, nó không có được hay ho. Và điều đó chúng ta nói như vậy, nó có là đúng hay không với cái cách nhìn của Phật giáo? Và chúng ta nói như vậy, chúng ta có chối bỏ được nó hay không? Xin thưa các vị, khi chúng ta đến chùa chúng ta tu học, và chúng ta thấy những người Phật tử đến chùa tụng kinh và thậm chí bên đó cầu nguyện, một số người họ cũng cầu nguyện cho họ có được cái tình duyên một cách là tốt đẹp này kia kia nọ, thì một số người người ta lên án đi chùa cầu duyên gì vậy. Chúng ta có quan niệm vậy đúng không? Đi chùa mà cầu duyên gì? Như vậy trên cơ bản với các vị đi chùa để cầu gì hả? Cầu gì? À, cầu về cực lạc. Vậy bao nhiêu người được cầu về cực lạc luôn, đưa tay lên tôi coi đây. Và các vị về được tới đâu rồi? Cực lạc thì cũng muốn về mà trần gian cũng không muốn bỏ không? Xin thưa với các vị, đây là điều mà chúng ta nên để ý. Chúng ta có quyền cấm kỵ, chúng ta có quyền nói, hay chúng ta có quyền suy nghĩ theo cái quan niệm của chúng ta. Còn việc đó, việc nó vẫn diễn ra một nguyên tắc của trần gian này mà không có thể ai cấm kỵ hay là cái gì được cả. Có bao giờ chúng ta cấm cản được điều đó hay không? Xin thưa các vị, suy nghĩ là chuyện của chúng ta, còn trong cảm giác tận đáy lòng của mỗi con người là cái việc nghiệp cảm của tất cả mọi người mà chúng ta không bao giờ can thiệp và biết được. Xin thưa các vị, khi tôi sang Mỹ thì có một vị đó email cho tôi, và cô đó tại Mỹ mà tôi không biết ở tiểu bang nào vậy thôi. Cô rất là đau khổ khi cái việc gia đình xảy ra là cô có một người chị đi chùa mấy mươi năm, ăn chay trường, và đến nay là 50 tuổi rồi. Như vậy thì tôi cho là ít nhất cô này cũng cỡ 30 năm đi chùa ăn chay niệm Phật. Nhưng bây giờ cô đau khổ một cái điều là bây giờ cô nói là chị cô 50 tuổi rồi, bây giờ đi yêu một người có gia đình, và bây giờ đang là giống như một người nô lệ cho người đó vậy đó. Thì á, cô mới hỏi tôi rằng là việc đó đó cô có phải bị ma nhập hay là ma dẫn đường, hay là do bị đổ nghiệp hay là cái gì mà dẫn đến chuyện đó hay không? Xin thưa các vị, chúng ta có quan niệm là như vậy. Trên nguyên tắc chúng ta nghĩ rằng việc nào mà ai gặp phải việc tình cảm hay là xảy ra một vấn đề gì đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng bị ma nhập ma ám hay là bị đổ nghiệp thế thế. Nhưng mà chúng ta không biết đó là một cái nguyên tắc có sẵn trong mọi con người chúng ta. Chúng ta nên nhớ có một bác từng nói rằng là tình cảm có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể can vào. Bởi vì cái đó nó thuộc về cái bản năng tình cảm của một con người, làm sao loại trừ được. Cái người chị 30 năm đi chùa hay là bây giờ là 50 tuổi không có nghĩa là không có cảm giác về tình yêu, hay là không có nghĩa là không biết yêu, hay là không có thể là không liên hệ đến tình ái. Chỉ có một điều duy nhất là trong cuộc đời chưa có cơ hội, hoặc chưa đủ duyên, hay là chưa đáp ứng với nguyện vọng của chính người đó thôi. Hoặc có thể do một lý do nào đó người đó tự ngăn cách. Nhưng mà thật sự những cái phiền não, những cái chất liệu về tình cảm của con người có chấm dứt được với người đó hay chưa là một chuyện không dễ dàng với một cái kiếp người trên cuộc đời này. Mà có một cái điều mà các vị nên nhớ là Đức Phật cũng đã từng nói, trong cuộc đời này có một cái điều nào mà hấp dẫn lần thứ hai giống như tình ái thì đệ tử ta không có một ai thành Phật. Các vị nên hiểu điều đó. Để chúng ta nhìn nhận sâu thẳm một vấn đề, chứ chúng ta đừng dối lòng, hay là chúng ta đừng có biến đạo Phật trở thành một cái sự tưởng tượng trong quan niệm về tôn giáo học. Đây là điều mà chúng ta nên để ý. Xin thưa các vị, khi đã nói là một bản năng tình cảm của một con người thì đó là thuộc về cái dạng bản chất trong con người rồi. Tôi nhớ Xuân Diệu có từng nói một cái câu như thế này:
Tôi biết yêu từ khi chưa có tuổi, khi chưa sinh vớ vẩn chốn luân hồi. Tôi vẫn yêu khi đã hết tuổi rồi, không bóng dáng, không quyền hồ quyển mộng. Kẻ đa tình không cần đủ thịt da, khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma. Như vậy thì ông nói cái câu đó để nói là cái gì? Ông có nghiên cứu Phật học không thì tôi không biết, nhưng mà trên nguyên tắc ông nói có gần với Phật giáo á. Có nghĩa là cái bản năng tình cảm của con người là từ vô lượng kiếp để có mặt rồi, và nó cùng với chúng ta mãi mãi trong kiếp luân hồi. Nếu một khi chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta chưa thành Phật thì đừng hòng can thiệp đến vấn đề này. Có điều quá chăng là chúng ta lố tuổi quá rồi, chúng ta yêu khó coi quá thôi, chúng ta gán mà vậy thôi chứ không phải là gì hết đó. Tôi nói thẳng với các vị như vậy. Trên nguyên tắc đạo đức trong cuộc đời quy định như thế nào đó, hoặc là chúng ta tự trọng về bản thân, về mọi thứ đến một mức độ tuổi nào đó thôi, chúng ta dừng lại để chúng ta chuẩn bị cái gì đó. Đó là quan niệm về tư cách, đạo đức và tín ngưỡng của chúng ta. Còn trên nguyên tắc đừng ai chối bỏ những hạt giống này khi chúng ta chưa thành Phật, hay là chúng ta chưa giác ngộ, hay là chưa thành thánh quả. Nên nhớ là như vậy. Tôi có nói với các vị trong một cái bài giảng là tìm hiểu về thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo. Tôi có nói các vị có một cái bà già người Mỹ, thì bà 90 mấy tuổi rồi. Thì trong một lần đó mà tới cái ngày mà kỷ niệm ngày sinh á, thì các con nó mới nói là hôm nay là chuẩn bị tới ngày kỷ niệm ngày sinh của mẹ đó, thì bây giờ mẹ thích cái gì thì mẹ nói đi, thì con sẽ đáp ứng. Thì bà nói rằng bà không thích gì chân á, cứ kêu một nam vũ công á, cứ lại thoát đi là múa cho bà nhìn, để bà nhìn ngó thế thế là đủ rồi. Cái này không phải là tôi nói với các vị riêng đâu, đây là chuyện mà đưa lên cộng đồng quốc tế và thế giới. Tôi hỏi các vị hành động đó sai hay là đúng? Không có gì là sai cả. Bà đó không phải là một thầy tu, trên nguyên tắc cuộc đời cái đó không có sai cái gì cả. Chỉ có điều không cao thượng hay là cũng không thấp hèn, nó là chuyện rất bình thường, tùy sở thích của con người. Nhưng tôi muốn nói rằng 90 mấy tuổi nhưng mà không có một cái quan niệm về tu tập, hay là không có một cái ý tưởng về đời sống giải thoát, thì các vị thấy diễn biến về tâm lý khát khao của một con người một mức độ nào đó nó vẫn tồn tại mãi mãi với chúng ta. Đây là các vị hiểu rằng tại sao chúng ta rất khó giải thoát và rất khó thành Phật. Phải hiểu điều này là một nguyên tắc. Khi tôi nói với các vị việc đó là bản năng của con người, thì đó là một cái việc gọi là không tốt xấu, nó là chuyện bình thường. Cho nên một triết gia ông từng nói rằng là ai không yêu là tâm hồn người đó bị tật nguyền. Câu này câu rất là chuẩn. Có nghĩa là trên nguyên tắc cuộc đời này con người nào cũng biết yêu cả, cũng có cảm giác về tình cảm hay là gì cả. Đừng nghĩ cái cô chị đó là 50 tuổi rồi á là thế thế, không phải đâu. Chẳng qua một là có về niềm tin rào cản gì đó trong tâm lý, tức là vì một niềm tin cho nên là kiềm chế bản thân con người mình. Hai là chưa có một đối tượng nào hài lòng. Và ba là một lý do gì đó trong rất cá nhân của một con người. Thành ra người ta rất có thể người ta chôn giấu về một cái bản năng tình cảm rất riêng tư của con người. Chúng ta phải hiểu về điều đó. Tôi có giảng cái này trong một cái bài giảng là ý nghĩa sống độc thân. Tôi có chia sẻ với các vị nhiều rồi. Vậy thì trở lại cái vấn đề này, chúng ta thấy cái việc đó là một cái việc rất là bình thường. Cho nên tôi có khuyên rằng là đừng xem cái đó là ma quỷ dựa nhập hay là đổ nghiệp gì cả. Nhưng mà chỉ có điều là hãy khuyên chị nên chọn một tình cảm hay gì đó đúng đắn một chút. Nếu người ta có gia đình, mình chọn vào đó có hai cái sai. Cái sai thứ nhất là có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta. Cái sai thứ hai là về đạo đức của một người cư sĩ Phật tử mà như vậy là không đúng với đạo đức của Phật giáo. Chỉ cho chị hiểu việc nào đúng nên chọn và nên kiềm chế lại những tình cảm để đặt đúng hướng. Chứ còn cái việc yêu một con người, việc đó trên nguyên tắc không sai. Và người cư sĩ Phật tử không có lý do gì để nói về cái điều đó là sai lầm hay tội lỗi. Nên nhớ là như vậy. Chỉ có điều giúp cho chị hiểu ra, thứ nhất là hãy yêu như thế nào cho nó đúng. Bởi vì người ta có gia đình rồi, mình yêu có thể mình phá hoại hạnh phúc của người ta. Thứ hai về mặt năm giới của người cư sĩ, xem như là chúng ta là sống không tốt về cái giới là bảo vệ hạnh phúc cho mình và người khác rồi. Cái này chỉ là như vậy thôi, chỉ can thiệp tới đó, đừng nói ma, đừng nói quỷ gì cả. Trên nguyên tắc mình nói như vậy, bản thân mình cũng thế. Mình có cơ hội mình lập gia đình trước hơn chị mình thì mình cứ nghĩ rằng mình đúng à.
Không phải. Việc đó là quyền hết sức tự do của một con người, không can thiệp sâu vào, và nói mang tính cách là tín ngưỡng ma quỷ quái gở như vậy. Tổn thích cái cách mà nhìn nhận và lý giải Phật pháp như thế. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng cái việc đó bao nhiêu người đã khổ đau, nhưng mà đâu có ai có đủ cái bản lĩnh để chối từ. Các vị có xem phim Thần Điêu Đại Hiệp phải không? Cái phim mà Lý Mạng Sầu á. Các vị thấy Lý Mạng Sầu trước khi chết bà nói câu gì? Hả? Bà là 40 năm hận tình chứ không phải bà không có tình. Người ta gạt cho nên bà hận thôi. Vì vậy cho nên là bà trước khi chết bà nhào vào lửa để bà chết, bà còn nói một câu vậy: tình là gì? Cái gì nữa? Tình là chi mà ngàn năm trước, ngàn năm sau thiên hạ vẫn khổ đau vì tình. Như vậy thì bà nói rằng là cái chuyện này là chuyện muôn thuở. Bản thân của bà khổ hơn ai hết, 40 năm đau khổ về điều đó mà. Cho nên trước khi chết bà vẫn còn hận. Ai còn hận tình là còn khổ vì tình. Và ai còn hận tình là người đó là còn chứa đựng và kiềm chế tình yêu. Cho nên trong cái cuộc đời này các vị thấy rằng hận nhiều là yêu nhiều đó. Chẳng có gì cho nên, người nào mà chửi người yêu mình nhiều có nghĩa là người đó còn yêu rất nhiều. Nên nhớ là như vậy. Cái đó là nguyên tắc. Cho nên những ông chồng bị chửi đó nên biết rằng là vợ mình còn yêu mình lắm, nó mới chửi đó. Chứ còn mà mình là như đống rác là nó liện rồi, nó không thèm nói tới đâu. Nên nhớ vậy. Cho nên đừng có cảm giác bực bội. Người hiểu được tâm lý phải hiểu cái đó rất rõ. Cho nên người nào đi ra nói tôi thiệt á, tôi ly dị rồi, tôi quên nó rồi, tôi không thật sự á, đó là đồ thứ này thứ kia thứ á. À nó nói cái miệng nó quên thôi vậy, chứ trong lòng nó nhớ ghê gớm lắm á. Cho nên nếu người thật quên, họ không bao giờ kể chuyện đó ra bên ngoài. Nhớ là vậy. Người thật quên họ đi tìm niềm vui của chính họ. Vì họ vượt qua những cái lương tâm của con người mình rồi. Họ đã dẹp cái đó qua bên rồi. Cho nên họ vui với những niềm vui của họ. Còn người mà đi đến đâu cũng kể, cũng lễ, cũng nấy, tôi thật sự tôi chả có bận tâm gì nữa. Nó bây giờ là nó thứ gì thứ thứ. Mình nói vậy nhưng biết rằng người đó rất đáng thương. Họ đang rất đau khổ, vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn coi như là đau đớn về cái việc đó, chẳng phải bình thường. Đây là một việc diễn biến về vấn đề là chưa can thiệp Phật học. Chúng ta chỉ nhìn nhận theo góc độ của tâm lý thôi. Nó là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái phim Tây Du Ký, chúng ta xem, chúng ta thấy rằng Tiên Bồng Nguyên Soái thuộc về người trời hay là người phàm? Hả? Như vậy Trư Bát Giới nguồn gốc là gì? Là một Tiên Bồng Nguyên Soái ở trên trời, đúng không? Nhưng mà người trời yêu còn cô ghê gớm chứ đâu phải giỡn đâu, đúng không? Ở trên trời vẫn yêu mà. Yêu ai? Bát Giới yêu ai? Khi là Tiên Bồng Nguyên Soái yêu Hằng Nga. Tôi hỏi các vị điều này đúng hay sai? Đúng hay sai? Hả? Ai nói đúng đưa ta lên đây. Rồi vậy ai nói sai đưa ta lên đây. Như vậy xin thưa các vị, tại sao sai các vị nói rồi? Hả? Hả? Nên nhớ kỹ rằng chúng sinh ở cõi trời cũng yêu và đời sống như tất cả chúng sinh trần gian, chỉ có điều thù thắng hơn thôi. Một chúng sinh cõi trời không có nghĩa là đoạn tận lậu hoạt. Chúng ta học Phật chúng ta hiểu rất rõ rồi, hết phước trời vẫn tái sinh vào các môi trường khác. Và trên nguyên tắc một người ở cõi trời theo học thuyết của Đức Phật vẫn là một chúng sinh có đầy đủ tất cả các nhu cầu như người trần gian. Điều quan trọng là phước báo cõi trời thù thắng hơn, cho nên một đời sống người ta cao khiết hơn ở mức độ gì đó. Thì cái này tôi có chia sẻ với các vị trong các bài giảng khác rồi. Chứ không có nghĩa là người trời chấm dứt về nhân tố của tình cảm. Nên nhớ là như vậy. Tình cảm, tình ái, chúng sinh cõi trời chưa chấm dứt nữa. Cho nên đó là một chuyện rất là bình thường. Cho nên Tiên Bồng Nguyên Soái yêu Hằng A đối với tôi không có gì lạ trớn trọi. Xin thưa các vị như vậy, người học Phật không cảm thấy gì lạ trớn trọi. Còn cái điều mà luật trời đó, chừng nào lên trển này hay, tôi không biết luật trời sao. Luật trời cái gì đó quy định không biết, nhưng mà cơ bản nó là như vậy. Để tôi nói rằng việc đó các vị phải nhìn theo cái góc độ của Phật giáo của chúng ta mà mới hiểu được mình và chuyển hóa và tu tập thế nào. Không hiểu được vấn đề chúng ta bằng cách là chế ngự, tưởng tượng, tín ngưỡng, máy móc, không bao giờ giải quyết được tận gốc các nhân tố khổ đau của chúng sinh trên này.
Cho nên các vị nên nhớ, may mắn Đức Phật chúng ta chưa bao giờ lên án mấy cái điều đó. Đạo Phật chúng ta, xin thưa các vị, dưới quan niệm và cái nhìn của Phật giáo, Đức Phật chưa bao giờ ép buộc bất cứ một ai đi ngược theo quy luật của một con người. Nên nhớ là như vậy. Nếu chúng ta tìm hiểu nghiên cứu về kinh tạng, Đức Phật không buộc một ai đi ngược lại với nguyên tắc và quy luật của con người khi người đó không muốn. Các vị hiểu điều này rất rõ. Như vậy, trên nguyên tắc, Đạo Phật tôn trọng một cái đời sống cá nhân của một con người theo một nguyên tắc của cuộc đời. Năm giới là điều đó chứng minh quá rõ ràng. Người cư sĩ Phật tử khi chúng ta học tu theo Phật, chúng ta quy y, chúng ta thọ năm giới gồm gì? Một là gì? Không sát sanh. Hai là gì? Không trộm cắp. Ba là gì? Không tà dâm. Bốn là gì? Không nói dối. Năm là không uống rượu. Cái này tôi phân tích rất rõ trong năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy rồi. Nhưng tôi nói ra cái gì? Trong cái giới thứ ba là giới không tà dâm. Trên nguyên tắc giới không tà dâm, Đức Phật chưa có một lời nào nặng lời để cấm đoán về đời sống tình yêu hay là tình ái hay là nhu cầu đời sống hôn nhân của bất cứ một con người trần gian nào. Trong cái giới thứ ba là giới tà dâm, chỉ Đức Phật khuyên rằng là tôn trọng hạnh phúc của mình và tôn trọng hạnh phúc của người khác. Cho nên đừng phá hoại hạnh phúc của người khác, như vậy thôi. Đừng làm đau khổ với những người mình cùng chung sống. Đây là điều mà Đức Phật dạy rất rõ. Nếu mình đã có gia đình, mình ở đời sống như thế nào đó, thì mình và những người thân của mình như thế nào, thì mình tôn trọng mình và tôn trọng người thân, và đừng phá hoại hạnh phúc người khác, cũng đừng làm đau khổ những người mình cùng chung sống. Đây là quan điểm rất rõ trong Phật giáo. Như vậy trên nguyên tắc Đức Phật chưa có chửi bới thó mà chỉ trích gì trơn trọi, mà tôi thấy mọi người chửi không? Các Phật tử chúng ta chửi không à? Ở chùa đi đến chùa là nghe à, nói mấy tới đó đó, chúng ta có cảm giác dị ứng lắm. Ở chùa mà nói thế. Và chính vì chúng ta khó tính và chúng ta đặt ra những vấn đề mà không có trên nguyên tắc của Phật dạy đó, chúng ta bị những người khác lợi dụng. Cho nên những người không yêu thích Phật giáo nè, những người là chống đối Phật giáo nè, hay kiếm ba cái chuyện đó dệt thiêu để mà bôi bác đạo Phật. Tại vì chúng ta quan niệm không đúng, cho nên chúng ta mới bị người ta lợi dụng về điều đó. Còn chúng ta hiểu đúng, chả nào lợi dụng hết á, chuyện đó chuyện bình thường. Còn chúng ta không hiểu đúng cho nên người ta cứ kiếm chuyện nè, người ta cứ kiếm chuyện mấy cái chuyện đó đây, người ta tô dệt thiêu hồng, lan rộng thông tin tất cả mọi thứ để người ta bôi bác về đạo Phật. Và chúng ta nghe mấy chuyện đó chúng ta nghĩ giống như mà một chuyện trời sập như thế. Cho nên khi nghe ở đâu nói có chuyện gì liên hệ đến chuyện tình ái tình ghê là chúng ta nhảy dựng lên. Chúng ta xem như là một chuyện gì ghê gớm. Tại sao chúng ta trở thành một nạn nhân của những cái thông tin hay là những cái bị động như thế? Các vấn đề đó chúng ta có hiểu nó tới nơi tới chốn hay chưa? Còn chúng ta không hiểu, chúng ta dễ bị người khác tác động một cách lệch lạc để cho chúng ta cảm thấy sợ hãi và lo lắng về điều đó. Trong khi tất cả chúng ta có ai thoát khỏi được các vấn đề đó từ hôm nay cho đến ngàn sau? Bao nhiêu người, chúng ta phải hiểu rất rõ như thế để chúng ta không có lệch lạc. Cho nên trên nguyên tắc Đức Phật thừa nhận đời sống của một cư sĩ năm giới là tại sao? Vì người cư sĩ nguyên tắc thừa nhận là con chấp nhận đời sống luân hồi, có nghĩa là con chưa muốn giải thoát khỏi cuộc đời này. Vì vậy Đức Phật không can thiệp vào tất cả những đời sống riêng tư của các vị. Chỉ có điều đừng lợi dụng cái đó để làm khổ đau người mình cùng chung sống và làm khổ đau gia đình người khác, để bị nhân quả, để khổ đau, để liên lụy dài lâu thôi. Cái này là điều Đức Phật muốn nói như vậy. Cho nên các vị nhìn thấy rằng lễ hằng thuận trong chùa mà một số người hay có cực đoan mà chỉ trích càm ràm, cái này đúng không? Bữa nay giỏi á, giác ngộ. Một ai đó đã giác ngộ đó. Trước đây một số chùa khi mà làm cái lễ hằng thuận, tức là lễ cưới trong chùa đó, chúng ta có một cái quan niệm rằng ở chùa mà làm lễ cưới vậy chứ chùa làm gì, làm đám ma hả? Chúng ta có quan niệm như vậy à, tức là nhắc đến chùa là nhắc là đến đám ma, thấy thầy chùa là cái nghĩa là có đám ma, thấy thầy chùa có nghĩa là bệnh hoạn sắp chết, có phải không? Sao chúng ta có quan niệm như vậy? Chúng ta có quan niệm một cái màu đen trong đạo Phật như vậy, một cái hành động đi đám ma không có nghĩa là sai. Cái điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà tôi muốn nói rằng là không phải thầy tu là chỉ đi đám ma, phải hiểu là như vậy. Trên nguyên tắc cuộc đời là quan hôn tang tế, nhu cầu đám ma là một trong vô số nghi lễ của đời người.
Và quý thầy cần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng hay là hoàn cảnh của người cư sĩ Phật tử gặp phải, quý thầy đến chia sẻ để khích lệ, để ủng hộ tinh thần cho họ. Điều này là điều tốt. Nhưng mà không phải là thầy tu có mặt để chỉ đi đám ma, tất cả mọi điều đều được hết. Chứ đừng nghĩ rằng thầy tu phải đi đám ma. Xin thưa các vị, tôi không có đi đám ma, tôi đi đám cưới không à. Bảo đảm luôn, tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên chúng ta đừng có quan niệm sai lầm, chúng ta biến đạo Phật lại, tự làm tầm kéo kén và tự chết ở trong đó, trong cái quan niệm lệch lạc của chúng ta. Trong khi á, đạo Phật chúng ta không khéo, đạo Phật chúng ta giữ hữu cốt và giữ hình ảnh, giữ nhà thờ vong, trong khi những con người thực tế này, tôn giáo khác họ lấy hết, xã hội lấy hết. Vậy đạo Phật trở thành một đạo chết, một đạo tàn lụi. Làm sao phát triển được với bằng hữu cốt và những hình vong được? Mà tại sao chúng ta lại biến đạo Phật bằng cái cách như vậy? Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng ở chùa không được nói tới đám cưới, không có làm đám cưới, nghe tội, nghe không có tốt này kia kia nọ. Chúng ta phân tích bằng cái quan niệm như vậy. Như vậy nó không được đến với chùa, nó làm chỗ khác, nó vô nhà thờ nó làm, ai làm gì nó. Và chúng ta chưa khi nghĩ rằng bộ có mấy ông thầy nó mới làm được đám cưới à, khỏi cần ông nào cả, thiên hạ cưới dễ đầy. Cái chuyện đó đâu phải cần mấy ông thầy. Nhưng mà nếu chúng ta nương nơi đó như một phương tiện, đưa ra một vấn đề để mà giúp cho những đôi vợ chồng trẻ ý thức hơn về đạo lý vợ chồng theo cách nhìn của đạo Phật, thì giúp họ có sống hạnh phúc tốt đẹp và lâu dài. Cái này lỗi gì? Mình làm đám cưới cho nó chứ bộ làm đám cưới cho ông thầy chùa sao? Các vị phải hiểu rất rõ chứ, chừng nào mà làm đám cưới ông thầy chùa đi rồi chỉ trích rồi nói. Cho nên cái việc này là một cái nhu cầu của cư sĩ Phật tử, chúng ta không làm nó vẫn cưới, mà chúng ta có quan niệm là như vậy. Cho nên tôi đã từng giảng trong những cái bài giảng ở các đám cho những lễ hàng thuận, tôi nói cái mô hình này cần nhân rộng nhiều hơn nữa trong quần chúng. Khi xã hội quá nhiều người lừa đảo, gạt tình, phụ bạc, mấy thứ buôn bán tình yêu qua lại thế, thiếu trân trọng về hôn nhân gia đình, tất cả những cái này chúng ta đã dường như bỏ quên đi những truyền thống về đạo đức, thì cái lễ hằng thuận tại chùa cần phải được nhắc nhở lại, càng phải nhân rộng ra để hạn chế tối đa những cái việc mà không tốt trong cái vấn đề hôn nhân đang là. Nếu cái mô hình này được nhân rộng sẽ hạn chế rất nhiều những gia đình đổ vỡ, hạn chế tất cả những cuộc ly dị một cách vô lý. Đây là điều các vị phải thấy. Các vị nghe một số bài giảng của tôi về các cái bài giảng mà lễ hằng thuận đi, các vị sẽ hiểu. Như vậy cái việc mà làm lễ hằng thuận trong chùa không sai, nhưng mà tại sao một số người chỉ trích? Và số người chúng ta cứ nghĩ cứ chùa vậy. Tôi nói với các vị, đạo Phật có mặt trên cuộc đời phải vì phục vụ những nhu cầu của cuộc đời. Ở đây chúng ta nên nhớ rằng là đạo Phật có mặt để đáp ứng những nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, chứ không phải đạo Phật có mặt để thờ hay là để tưởng tượng. Cho nên có những khi chúng ta cực đoan trong cái quan niệm nhận thức về Phật giáo, chúng ta biến đạo Phật lại trở thành cục bộ đi, không thể thích hợp với cái thời đại của chúng ta. Có những người quan niệm như thế này, gia đình họ có vấn đề gì đó lục đục đến gặp thầy, thầy ơi chồng con vậy, vợ con vậy, xin thầy cái ý kiến là ôi chuyện đó chuyện của thế tục, ở nhà được đóng cửa xử đi, vô chùa nói làm gì. Rồi mai này cái thầy con làm ăn thất bại, cuộc sống kinh tế khó khăn này kia kia nọ, nhờ thầy chia sẻ chuyện đó chuyện của thế gian, đời bể khổ, tài sản của năm nhà tự về nhà giải quyết đi, nói chùa làm gì. Vậy là ban thầy có mặt để làm gì? Vậy là chừng nào gia đình có người chết lẫn kêu tôi, đúng không? Có phải không? Còn chuyện đó là chuyện bỏ đi, chuyện đó của thế gian của thế tục, còn chuyện nào chết kêu tôi. Như vậy thì chúng ta tự biến đạo Phật lại trở thành cái gì vậy? Cho nên đây là điều mà các vị nên để ý, không khéo chúng ta sẽ làm giảm đi cái giá trị của đạo Phật và sự ảnh hưởng lớn mạnh của đạo Phật, trong khi những điều đó không sai trong Phật giáo. Cho nên chúng ta cần phải có nhìn đúng đắn hơn, cởi mở hơn một vấn đề, để chúng ta lấy lại một cái sức sống của một đạo Phật, và đó là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc đời này. Tôi có thể nói với các vị như vậy, đời sống người cư sĩ không thể tách rời được những lời dạy của Đức Phật. Nên nhớ là như vậy,
Xưa kia thì chúng ta có quan niệm là chừng nào già mới đến chùa tu, hay là kèm những kẻ chồng chê vợ bỏ gì mới vô chùa tu, hay là chùa lại Phật. Quan niệm đó là xưa diễm. Xin thưa các vị, cái đó là nhu cầu của tất cả chúng ta. Bởi vì trên nguyên tắc cuộc đời này, ai cũng mong cầu mình hạnh phúc an vui trên trời á. Nguyên tắc là con người mình ai cũng mong cầu mình được hạnh phúc an vui. Và lời dạy của Đức Phật là một lời dạy để giúp chúng ta có hạnh phúc mà không lỗi lầm, một hạnh phúc mà bền bỉ nhất. Trong khi tất cả những cái quan niệm lệch lạc của chúng ta tìm hạnh phúc trong khổ đau, tìm hạnh phúc trong sự mà gọi là giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác, bất cần sự hy sinh của người khác. Trong khi lời Phật dạy không có những điều sai lầm đó hay là tội ác đó trong cái việc mà mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người. Đây là điều các vị nên để ý. Như vậy thì trên nguyên tắc những lời dạy của Đức Phật để giúp cho chúng ta có một đời sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn giữa trần gian này. Trên các vị đọc trong các kinh tạng của Phật giáo, chúng ta thấy rằng lời Đức Phật dạy về đời sống hôn nhân, về gia đình, về con cái đó dẫy đầy. Nhưng biết tôi không hiểu tại sao vài chục năm về trước á, những cái vấn đề này nó không được phổ biến. Nhắc đến đạo Phật nghe niết bàn nè, nghe cực lạc nè, nghe chết nè, cứ nghe vậy thôi. Còn tất cả những cái sống, cái hạnh phúc, an vui, cái này không bao giờ nghe. Bộ những cái từ này bị cấm ở trong Phật giáo hay sao không biết nữa. Chính vì chỗ đó cho nên là chúng ta mới cắt đi những mảng quan trọng trong phương tiện của đạo Phật. Trong khi thực tế lời dạy của Đức Phật về gia đình á, các vị biết Đức Phật dạy rất nhiều bài kinh. Tôi thường giảng về lễ hằng thuận á, là cái bài kinh bảy loại vợ. Đây là bài kinh tôi thấy rằng tôi thích nhất, nó phù hợp với cái thời đại nhiều nhất, cho nên là tôi hay giảng bài kinh đó. Còn quý thầy khác thường là giảng bài kinh về Thi Ca La Việt, về năm đức tính của người chồng, năm đức tính của người làm vợ, vân vân, và nhiều bài kinh khác nữa. Bên cạnh đó có những bài kinh về người vợ lý tưởng, hay là nhiều bài kinh để giảng dạy về hôn nhân gia đình. Như vậy một con người cư sĩ Phật tử trong cuộc đời không có một nguyện vọng giải thoát, tất cả những đời sống tình yêu của họ là chuyện rất bình thường trong cuộc đời này. Không có gì để gọi là sai lầm hay là đáng trách hết á. Nó không cao thượng như một bậc thánh, nhưng nó không phải là một cái gì để gọi là ghê tởm xấu xa. Nó không phải là như quan niệm của chúng ta như vậy. Cho nên đừng biến đạo Phật lại trở thành một cái gì đối kháng trong những cái nó không có lỗi trong cuộc đời này. Và trên nguyên tắc các vị có đối kháng cách mấy, nó cũng là vẫn diễn ra như thế thôi, vẫn là chuyện bình thường. Cho nên khi chúng ta đọc về một cái lịch sử có các vị thiền sư Nhật Bản, thì tôi có đọc trong một câu chuyện đó là chuyện của thiền sư Hakuin. Hakuin là một thiền sư mà chúng ta hay nhắc đến là cái tên mà quen thuộc là Bạch Ẩn Huệ Hạt đó. Còn từ gốc của nó là từ của Nhật Bản, người ta gọi là thiền sư Hakuin. Đây là một thiền sư rất lỗi lạc và nổi tiếng của Nhật Bản. Ông có một người đệ tử, và một nữ đệ tử này tên là Satsumi. Nữ là Phật tử này được học đạo dưới sự hướng dẫn của thiền sư Hakuin trong một thời gian dài, và được giác ngộ khi cô 15-17 tuổi, tức là chứng đạo giác ngộ luôn đó. Tức là một nữ cư sĩ mà có khả năng giác ngộ rất cao, và được ngài Hakuin để mà thọ ký đánh giá cao về người nữ đệ tử mình. Thì khi người nữ đệ tử này tính lứa tuổi mà 19-20, thì cha mẹ yêu cầu phải lập gia đình. Thì cái cô này cổ chống đối, cổ không muốn và không thích về vấn đề này. Thì gia đình lại là không chấp nhận, là ép buộc cô phải lập gia đình. Cho nên cô mới đến gặp thầy mình là thiền sư Hakuin. Cô bày tỏ cái sự thất vọng buồn bã và cô không thích về điều đó, nhưng mà gia đình yêu cầu như thế, ba mẹ ép như thế. Thì thiền sư Hakuin mới nói một câu rất là nhẹ nhàng: con là người ngộ đạo, tại sao con lại chối bỏ nghiệp báo của trần gian? Đây là cái câu mà của thiền sư Hakuin nói như thế. Và ngài mới nói thêm nữa là: nói cho cùng, lấy chồng sinh con, đó là duyên nghiệp muôn đời của phụ nữ. Như vậy thì ở đây ngài Hakuin, ngài thừa nhận với một quy luật trong cuộc đời: khi một người nữ cư sĩ Phật tử thì việc đó không có gì để gọi là lỗi lầm cả. Cho nên ngài nói rằng nếu một người ngộ đạo hiểu rất rõ quy luật của cuộc đời, hiểu được rất rõ về tính nhân quả trong cuộc đời này, thì tại sao mình lại chối bỏ vậy? Cho nên thiền sư kêu rằng cô hãy nên nghe lời của cha mẹ đi.
Và sau đó chính vì điều đó mà Satsumi đã về lập gia đình và một cuộc đời sống một cư sĩ Phật tử chân chính theo lời dạy của Đức Phật, sống hạnh phúc trọn cuộc đời và giúp cả gia đình chồng để chuyển hóa, để được giác ngộ theo cái con đường mà tu tập của Satsumi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái lời nói của một bậc đại thiền sư giác ngộ để hiểu về điều gì, Ngài không có phỉ báng việc đó, Ngài cũng không có kêu chối từ về việc đó, nhưng mà Ngài biết rất rõ vị trí của một người nữ cư sĩ Phật tử mình đang ở vị trí nào. Thành ra cái việc đó như là một cái dòng chảy của cuộc đời của một kiếp người đối với một người cư sĩ Phật tử chưa có gì là sai lầm. Cho nên chúng ta thấy lời dạy của Ngài, chúng ta hiểu hơn về Phật giáo chúng ta về quan niệm về tình yêu trong cuộc đời. Như vậy thì Ngài cho đó là nghiệp báo của trần gian. Vậy chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do cái gì? Chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do cái gì? Do nhiễm ô, do tham ái, do tất cả những nhân tố đó mà để chúng ta có mặt trên cuộc đời này chứ gì. Như vậy những nhân tố đó để thúc đẩy chúng ta có mặt trên cuộc đời, và những quan trái về tình ái, hận thù, hạnh phúc và khổ đau trong nhiều đời nhiều kiếp đã kéo theo cho chúng ta để có mặt trong cuộc đời này. Và chúng ta cần phải giải quyết tất cả những nghiệp báo này bằng mọi hình thức. Nếu chúng ta muốn vào Niết Bàn, nếu chúng ta muốn thành Phật, chúng ta phải giải quyết tất cả những nghiệp báo của trần gian, chứ không thể là chối bỏ để chạy về Niết Bàn, để chạy về cực lạc mà để trốn chạy được những cái vấn đề này. Các vị nên nhớ, nhân quả là như bóng theo hình, không có cách khác. Cho nên khi một người ngộ đạo giải quyết vấn đề này như thế nào, và một cái người mà sống đắm mê trong nó là như thế nào, hai vấn đề khác nhau. Cùng là một con người trong cuộc đời này, nhưng nhìn nhận các vấn đề đó nó có cách khác. Cho nên các vị thấy rằng Đức Phật chưa bao giờ xem những cái này là dơ xấu, là tội lỗi, là cái gì cả. Và các vị biết rằng trước khi Đức Phật thành Phật, Đức Phật cũng trải qua đời sống hôn nhân mà. Tức là trước khi Đức Phật giác ngộ thành Phật thì cuộc đời của Đức Phật cũng đã trải qua những đời sống của hôn nhân. Đó là chuyện bình thường trong cuộc đời này, không có cái gì để gọi là chúng ta khả ố là đáng trách. Có đáng trách là chúng ta lạm dụng một cái gì đó là cái một vấn đề khác rồi, cho nên không phải nằm trong cái vấn đề tòa tôi cần chia sẻ với các vị hôm nay. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật quá tuyệt vời. Đức Phật mới nói lên được những cái điều đó. Đức Phật chỉ nói rằng là trong tình yêu hay là trong tình ái, nó có quan trái, nó có khổ đau. Chứ Đức Phật chưa bao giờ quy kết rằng tình yêu tình ái là tội lỗi. Các vị nhớ không? Đọc hết kinh điển Phật giáo chúng ta thấy rằng Đức Phật lúc nào cũng nói trong ái tình đều có hạnh phúc và phải có quan trái, có khổ đau. Chứ Đức Phật chưa bao giờ nói đó là tội lỗi, là xấu xa, là bỉ ổi, là thế thế. Các vị tìm hết trong tam tạng kinh điển của Đức Phật coi có câu đó không? Các vị có thì các vị nói với tôi. Cho nên khi chúng ta hiểu Đức Phật nói rất rõ là trong vị ngọt nó sẽ có vị đắng và có khổ đau. Như vậy thì trong cuộc đời này đó là việc hết sức của con người. Chúng ta thừa nhận hạnh phúc, chúng ta chấp nhận khổ đau là trong cuộc đời tương đối này. Và xin thưa các vị, ngàn lần cảnh báo của Đức Phật, có hạnh phúc, có quan trái, có khổ đau, nhưng ai là người chối bỏ? Có ai người chối bỏ chưa? Được bao nhiêu người cuộc đời này chiếm được 1% trong cái số lượng để mà chối bỏ chưa? Chắc là cũng chưa có nữa, 1% cũng chưa có nữa. Như vậy chúng ta thấy đời nó từng nói thế nào? Yêu là khổ mà không yêu là lỗ. Nhưng mà họ nói sao? Đó, các vị tự thừa nhận đó. Đó, các vị tự thừa nhận đó. Như vậy trên nguyên tắc cuộc đời rằng họ nói yêu là khổ, không yêu là lỗ. Nhưng Phật ơi, con thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ. Có phải không? Rất rõ là như vậy, các vị nói rất rõ mà. Có nghĩa rằng các vị thừa nhận rằng trong điều đó nó có khổ đau, nó có quan trái chứ không phải không có. Đức Phật nói hoàn toàn là đúng, là một chân lý. Chúng ta hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên không ai chối bỏ về điều này. Còn cái việc mà chúng ta có giải quyết được vấn đề nó như thế nào, đó là sự giác ngộ và thông minh của mỗi con người. Trừ ra một vấn đề trên nguyên tắc là chúng ta vì tu tập để chuyển hóa, để vì sự giác ngộ, đó là một vấn đề khác. Cho nên tôi nói với các vị, một số tôn giáo khi đưa ra các vấn đề là thóa mạ đó như một tội lỗi, ăn trái bom, ăn tấu gì đó rồi dẫn đến tội lỗi gì thế thế thế, đó là vấn đề tín ngưỡng theo suy diễn của các tôn giáo.
Còn trên nguyên tắc chân lý cuộc đời không thể nhìn bằng cái vấn đề là các truyền thuyết theo dạng tín ngưỡng như vậy được. Cho dù có nói như cách nào, đó là chuyện của cách nói của những học thuyết, những quan điểm cá nhân. Còn trên nguyên tắc con người có tội lỗi hay không thì tất cả chúng ta vẫn bàn bạc trong cuộc đời nó là như vậy. Và hầu như 99% tất cả mọi người trong cuộc đời này đều trải qua đời sống của hôn nhân cả. Đó là nguyên tắc bình thường. Cho nên nhìn nhận theo cách nhìn của Phật giáo, tại sao có những khi Đức Phật kêu chúng ta phải cần phải loại trừ hay là cần phải chấm dứt, đó là một lãnh vực khác mà tôi sẽ bàn với các vị ở đây. Như vậy trên nguyên tắc một người cư sĩ không cần sự giác ngộ, không cần niết bàn, không cần giải thoát, không cần chấm dứt sanh tử, đó là chuyện bình thường. Tại sao vậy? Tại vì trên nguyên tắc Đức Phật đã từng nói ái là nhân tố của luân hồi tái sinh. Cái câu Đức Phật chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Đức Phật nói một cái là ái, hay là tình ái, hay là nói khác hơn như một cái từ mà để dễ hiểu hơn là như là tính dục của con người, là nhân tố của luân hồi tái sinh. Vậy người cư sĩ Phật tử có nguyện thoát luân hồi tái sinh chưa? Có nguyện thoát chưa? Chưa. Đời sống của năm giới là đời sống con chấp nhận tái sinh để sống, có cái vui khổ trong cuộc đời tương đối này. Các vị hiểu không? Tại vì trên nguyên tắc nhân quả là tu năm giới để tái sanh ở ở cõi nào? Cõi người. Rất là đúng cái việc này. Tu thập thiện tái sanh cõi nào? Cõi trời. Như vậy tu năm giới nguyện là tái sanh ở cõi người, có nghĩa rằng con sống theo đạo đức của Đức Phật để đời đời con sinh ra mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, con sống thì đời này nó vốn bể khổ, nó có khổ vui, nhưng con chưa có ý niệm giác ngộ giải thoát luân hồi sanh tử. Vì vậy đó là đời sống rất là bình thường của người cư sĩ. Đức Phật không nói gì hết, chỉ khuyên người cư sĩ nên sống có đạo đức để tránh quan trái khổ đau trong những kiếp tái sinh tương lai thôi. Đây là điều rất rõ như thế. Rồi đến một lãnh vực khác là nếu một người cư sĩ hay là bên cạnh đó những người tu, tại sao cái người tu Đức Phật phải kêu là chấm dứt về tình ái? Chấm dứt được hay không tùy cái khả năng tu tập của mỗi con người. Nhưng trên nguyên tắc một người tu thì cần phải đoạn trừ cái điều này. Còn đoạn được hay không, như thế nào, một kiếp, nhiều kiếp gì đó, đó là chuyện tùy nghiệp lực và bản lĩnh của mỗi con người tu. Còn trên nguyên tắc dù là cư sĩ hay một tu sĩ, nếu muốn ra khỏi cái sự chi phối của luân hồi trong tam giới thì điều nguyên tắc phải chấm dứt về nhân tố của tình ái hay là những tình yêu trong cuộc đời theo dạng mà chúng ta nghĩ theo hôn nhân thông thường. Như vậy thì một người tu là sao nó có lỗi trong việc đó? Nó có lỗi là như thế này. Cái người tu là nguyện ra khỏi luân hồi, đi vào cái con đường giải thoát, mà dính mắc với tình ái có nghĩa là người này sẽ quay trở lại, tức là quay trở lại. Cho nên cái lỗi đó không phải là lỗi giết người, cướp của, nó không phải là ghê gớm như chúng ta từng nghĩ, mà nó là cái điều là một người tu mà Đức Phật nói rất rõ dính mắc với tình ái thì người này không có khả năng giải thoát và chứng ngộ ngay tại cuộc đời này, phải tái sinh thôi, chạy trời cũng không khỏi nữa. Cho nên một người cư sĩ muốn vượt ra khỏi sự chi phối của luân hồi trong tam giới thì người cư sĩ cũng phải chấm dứt về nhân tố ái tình này, không có cách khác được. Cho nên Đức Phật nói rất rõ là ái là nhân tố của tái sinh. Vậy thì ai không muốn tái sinh nữa thì người này phải chấm dứt. Vậy thì trên nguyên tắc người tu là người nguyện để chấm dứt cái này, để vượt ra khỏi sự chi phối của luân hồi. Nhưng người tu có vượt qua được mình hay không, đó là bản lĩnh và cái duyên lành của mỗi con người trên cái lộ trình tu tập. Cho nên tôi nhớ thầy Tâm Thiện thì có một cái câu gì đó: trầm luân bởi một chữ tình, tại mình không thắng nổi mình vậy thôi. Câu này thầy nói rất là hay đó, thầy nói rất là đúng với nghĩa lý của Phật giáo đó. Trầm luân bởi một chữ tình, đó là sự thật. Bởi vì chúng ta còn vướng mắc trong tình cảm, trong tình ái là phải trầm luân sanh tử. Cái lỗi nó là ngay cái chỗ này. Nhưng mà các vị biết rằng đó là bản chất của con người. Muốn giải quyết vấn đề này là chuyện không dễ tí nào. Nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Nó là nó ăn sâu vào gốc rễ từ vô lượng kiếp của con người chúng ta rồi. Với hơn nữa trên nguyên tắc cuộc đời cơ bản nhất là trong tình yêu nó không có tội.
Vì vậy cho nên là để mà thấy được những cái rào cản, những cái này kia, thì con người phải thấy được cái lỗi lầm, sợ sinh tử, sợ luân hồi, và về vấn đề đạo đức, nhiều thứ hỗ trợ, chúng ta mới có thể vượt qua được cái vấn đề này trong một kiếp người. Dễ vượt qua, chúng ta không có làm người trong cuộc đời này đâu. Dễ vượt qua, chúng ta giải thoát hết rồi, chẳng phải lượm thượm trong cuộc đời này để tái sinh đi tái sinh lại. Thật ra mà nói, trên nguyên tắc một đời người chúng ta sống cũng đâu thấy hạnh phúc lắm đâu. Trên nguyên tắc một số người cũng đâu cảm thấy rằng yêu mến kiếp người lắm đâu, cũng cảm thấy một đời sống qua cũng vất vả khổ đau chứ đâu có thích thú gì. Hồi nãy tôi đi trên xe có một bà già, tôi đi tôi hỏi cụ năm nay nhiêu tuổi rồi cụ, cụ nói 87 rồi thầy. Tôi nói là giờ cụ muốn gì? Nó thôi thầy ơi, bà không muốn làm người, nó muốn về Tây Phương cực lạc à. Như vậy thì ở đây cụ 80 mấy năm trên cuộc đời này, cụ cảm thấy cũng chán nản rồi, cũng ngán rồi, đúng không? Cũng sợ lắm chứ. Nhưng mà tại con người của mình không thắng nổi, mình không vượt qua được những rào cản, những nghiệp chướng của mình, cho nên chúng ta phải chấp nhận vậy thôi. Chứ thật sự mà có một lý do chúng ta vượt, chúng ta cũng đau ham đâu. Sống cũng rất mệt mỏi, chứ không phải chuyện bình thường. Vì vậy nhìn lại cái quan niệm của Đạo Phật chúng ta về việc này, nếu chúng ta muốn chấm dứt được cái vấn đề là luân hồi tái sinh thì chúng ta phải chấm dứt ái. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm có nói một câu rất rõ ràng là dâm tâm bất trừ, trầm bất khả xuất. Câu này là một chân lý, có nghĩa là không chấm dứt được cái nhân tố của ái thì không thể nào vượt ra khỏi tam giới này cả. Cho nên trên lộ trình tu học mà muốn giải thoát, chúng ta không thể vừa đeo đá mà vừa muốn bay lên, không có ý nghĩa đó. Đeo đá thì phải chấp nhận dưới thôi, còn một là bay lên, hai là đeo đá, chứ không phải vừa đeo đá mà vừa bay lên, nó không có chuyện này. Cho nên lộ trình tu tập của một con người Đức Phật dạy rất rõ, chúng ta nhớ như vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng á, để chấm dứt những cái nhân tố ái dục tái sinh này là dễ đâu. Các bậc thánh mà bước vào dòng thánh cỡ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm là người cũng chưa thoát khỏi sự chi phối của tình ái này nữa. Chứ đừng nói mà những cái người mà cơ bản như chúng ta trên lộ trình mà tập tu như thế. Cho nên đừng có cảm thấy ác cảm hay gì á. Chúng ta có ác, có chửi mắng nó chừng nào thì nó cũng tồn tại nhan nhản trong con người của chúng ta thôi. Chúng ta không có cách khác. Vì vậy là một con người chúng ta phải thừa nhận về sự thật đó. Cho nên đến mức độ nào để có thể kiềm chế và có thể chấm dứt được nhân tố về tái sinh này, thì trên nguyên tắc của bốn thánh quả chúng ta cần phải hiểu. Cái quả thánh đầu tiên là Tu Đà, Tu Đà Hoàng. Cái quả thánh thứ hai là gì? Tư Đà Hàm. Cái quả thánh thứ ba là gì? A Na Hàm. Và thánh thứ tư là gì? A La Hán. A La Hán là tầng thánh cao nhất trong bốn quả, và Tu Đà Hoàng là tầng thánh thấp nhất trong tứ quả thanh văn. Vậy thì Tu Đà Hoàng, cái nghĩa cơ bản là dự lưu hay là thất lai. Dự lưu hay là thất lai có nghĩa là gì? Cái nghĩa Tu Đà Hoàng dự lưu có nghĩa là người này đã bắt đầu giữ được vào dòng thánh, tức là bắt đầu được giữ vào dòng thánh. Còn thất lai là người này cơ bản có thể tái sinh lại 7 lần nữa trong vấn đề đoạn hoặc và tu tập mới có thể là giác ngộ tới A-la-hán. Như vậy về mặt đoạn trừ phiền não của một bậc thánh giả Tu Đà Hoàng, các vị biết trên nguyên tắc đoạn trừ của người Tu Đà Hoàng đoạn trừ được cái gì? Cơ bản người Tu Đà Hoàng đoạn trừ được 3 hạ phần kiết sử, tức là 3 cái vấn đề phiền não cột trói cơ bản nhất là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Như vậy à, 3 hạ phần kiết sử này, thân kiến là không có cái nhìn nhận sai lầm về thân nữa, đã nhận ra được tính vô thường giả tạo của bản thân rồi. Thân kiến, giới cấm thủ là không còn nhìn nhận lầm lạc về tất cả những đường lối tu tập nữa, những giới cấm sai lầm nữa. Và 3 là nghi, là không nghi ngờ cho con đường giải thoát mai này. Có nghĩa là thấy rất rõ rồi đó, tới thì chưa tới nhưng mà thấy rất rõ. Tức là thấy cái mục đích tới rồi đó, nhưng mà giờ này vẫn còn ở xa. Tới chưa tới mà thấy thì đã thấy. Cho nên người đạt được quả vị Tu Đà Hoàng là không còn nghi ngờ cho con đường giải thoát của mình mai này. Trên nguyên tắc, người này vẫn còn bị chi phối bởi thì phiền não và tham ái. Trong 3 hạ phần kiến sử, các vị có thấy rằng đoạn cái gì về tham ái chưa? Chưa. Thân kiến với cấm thủ nghi thôi. Cho nên cơ bản một bậc thánh Tu Đà Hoàng
vẫn còn bị tham ái chi phối, và thậm chí có những người vẫn có đời sống hôn nhân và lập gia đình. Cho nên các vị đừng ngỡ ngàng, đừng có lạ. Các vị thấy rằng trong kinh Lăng Nghiêm mà ngài A Nan mà bị cái nạn gì? Ma Năng Già là bị nữ sắc mê hoặc đó. Thì các vị biết A Nan đã chứng quả gì? Tu Đà Hoàng. Trên nguyên tắc các vị biết rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, A Nan mới có cơ hội chứng thánh nha. Còn trong suốt thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, A Nan là đa văn đệ nhất trong hàng thập đại đệ tử của Đức Phật, nhưng mà chỉ mới chứng quả vị Tu Đà Hoàng thôi. Vì vậy nạn Ma Đăng Già là chuyện có thể xảy ra, bởi vì Tu Đà Hoàng vẫn chưa chấm dứt về tham ái mà. Nhưng mà một con người có đời sống trí tuệ tu tập mô phạm như vậy, không dễ dàng gì lọt cái nạn này như thế. Nhưng mà trên cơ bản đó là cái duyên khởi này hoàn toàn hợp lý về mặt tiến trình tu tập của một con người. Cho nên các vị thấy rằng có những thầy tu rơi vào trong trường hợp yêu đương này kia, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là anh làm vi phạm về đạo đức thì bị khiển trách và chỉ trích. Còn trên nguyên tắc bắt về tự thâm tâm của một con người có tình cảm không sai, chúng ta phải hiểu là như vậy. Nhưng nếu mà dây dưa như vậy, làm sao có thể đủ đạo hạnh để giải thoát, đó là một vấn đề khác. Cho nên trong tiến trình tu tập của những thầy tu rơi vào trong trường hợp dính mắc với tình cảm lượm tuộm, đó là chuyện muôn đời của cuộc đời này. Một con người chưa giải thoát hoàn toàn, chưa chấm dứt lậu hoặc, thì cái cơ hội để gặp lại các vấn đề này là chuyện không có chạy khỏi trong cuộc đời này. Tôi giảng ở Canada vừa rồi cái bài giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy, tôi có chia sẻ với rất rõ với các vị về vấn đề này. Cho nên để vượt qua những bản năng tình cảm con người trong cuộc đời tu hành là cả một sự khó khăn. Tôi nói là thầy tu cũng giống như gạo để trên sàn vậy đó, cứ sàn hột nào nhỏ thì phải chấp nhận lọt thôi, chứ không có cách khác đâu. Cái việc đó là nguyên tắc rồi. Đừng có nghĩ rằng tăng bảo là trong sạch như một hạt ngọc lưu ly giữa cuộc đời. Sai lầm. Trong cuộc đời tương đối này không có một cái nghĩa trong sạch như viên ngọc lưu ly đâu. Dù thời kỳ của Đức Phật, chúng sinh hay là những vị mà tu hành theo thời kỳ Đức Phật vẫn có những các vấn đề của nó, cũng có những cái vi phạm của nó, cũng có những sai lầm của nó, những có sự tội lỗi của nó. Nếu không có cái đó làm gì có giới luật trên cuộc đời này. Cho nên nhìn như thế chúng ta sẽ nhìn rộng hơn, nhìn rộng hơn về cái mặt thực tế của Đạo Phật chúng ta, để đừng cảm thấy bị khủng hoảng bởi một ai tác động hoặc nói xấu hay là mỉa mai cách này cách khác. Vậy thì cơ bản một vị đắc quả vị Tu Đà Hoàng thì vị này vẫn còn bị chi phối bởi tham ái. Một bậc thánh đầu tiên. Tầng thánh thứ hai là cái gì? Cái tầng thánh thứ hai là quả vị Tư Đà Hàm. Trên nguyên tắc Tư Đà Hàm đoạn được ba hạ phần kiết sử và mũi lược hai. Thì ba hạ phần kiết sử cũng giống như Tu Đà Hoàng vậy đó. Đoạn được ba hạ phần kiết sử là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Mũi lược hai là làm yếu đi hai cái loại phiền não nữa là tham dục và sân hận. Như vậy trên nguyên tắc của quả vị Tư Đà Hàm là người này bắt đầu đã giảm đi sự chi phối của tham ái và lòng sân rồi đó. Mũi lược có nghĩa là yếu đi thôi, chứ vẫn còn bị chi phối nhưng mà ít. Tới cái giai đoạn tầng thánh thứ ba là A Na Hàm, thì tầng thánh A Na Hàm mới đoạn được năm hạ phần kiết sử, tức là đoạn tận thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Trên cơ bản tới A Na Hàm mới hoàn toàn chấm dứt sự chi phối của tham ái, là bắt đầu chấm dứt sự chi phối của nhân tố luân hồi tái sinh. Cho nên các vị thấy quả vị Tu Đà Hoàng vẫn còn ít nhất là tái sinh 7 lần. Nhưng mà tái sinh hay không là quyền của mỗi con người. Khi các bậc thánh hay là những người tu tập thấy đạo như vậy, ít khi nào họ lâm dấp quay trở lại với những con đường để tái sinh lắm. Cơ bản đa phần là những bậc thánh đó là họ một đời để giải quyết sanh tử luôn. Cơ bản là những bậc thánh Tu Đà Hoàng là đa phần là một đời giải quyết sanh tử. Nhưng cuối cùng là chỉ 7 đời là hết hạn, là những người này phải chấm dứt để đạt được quả vị giải thoát cuối cùng là A-la-hán. Cho nên khi mà đạt được tầng thánh thứ 3 là A-na-hàm thì bắt đầu mới chấm dứt về tham ái. Vậy các vị xét đó, các vị đậu tới quả nào rồi? Hả? Rồi để hoàn toàn dứt sạch tất cả mọi sự phiền lụy khổ đau là quả vị thứ 4 là tầng thánh A-la-hán đó, là mới đoạn luôn năm thượng phần kiết sử,
tức là tham sắc, tham vô sắc, mạng dao động vô minh. Tham sắc ở đây là không phải tham sắc dục, mà đây là sắc, là sắc giới á, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là chấm dứt luôn nhân tố trong tam giới này. Cho nên mới đoạn là tham sắc, tham vô sắc, mạng dao động vô minh, rồi là một vị hoàn toàn dứt sạch trần cấu lậu hoặc, là một cái quả vị tuyệt đối. Cho nên Đức Phật đã từng dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo rằng là: ông chớ tin ý ông, ý ông chẳng thể tin, khi nào đắc A-la-hán thì mới tin ý ông. À, câu nói Đức Phật dạy rất rõ, tức là chừng nào đắc A-la-hán đi mới hả tự chủ quan về tin mình. Vì vậy cho nên trong cuộc đời chúng ta là từng nói câu là sao? 70 chưa gọi là 70 chưa gọi là lành, là một lời cảnh báo. Có nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta đừng chủ quan và tự hào. Sẽ có những cái giai đoạn hay là có những cái lý do để chúng ta có thể rơi vào trong lỗi lầm và khổ đau, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên đừng chủ quan là ta là người hoàn toàn trong sạch hay là giỏi, không ai giỏi cả. Đi cho trọn một kiếp người rồi mới biết rằng giỏi dở như thế nào. Còn trên nguyên tắc, trong cuộc đời đang đi là một cuộc thi, một cái bước chân chưa đặt xuống cũng chưa biết rằng dưới bước chân mình là cái gì. Cho nên chúng ta chỉ tự tin rằng những bước chân mình đã từng đi, chứ không thể chủ quan những bước chân mình sắp bước. Đó là một cái việc thật như vậy. Cho nên trên lộ trình tu tập của một con người là cả một cái giai đoạn vượt qua rất nhiều những thử thách và khó khăn. Điều đó là chuyện bình thường. Cho nên các vị nhớ kỹ là trong Phật giáo, một tu sĩ hoàn tục không có gì để gọi là khả ố hay là đáng chỉ trích. Một cái người tu sĩ mà phạm giới thì bị chỉ trích, hay là có thể xem như là một cái điều gì đó nó không đẹp về mặt đạo đức. Nhưng một tu sĩ hoàn tục không có gì để nói. Trong giới luật của Đức Phật thừa nhận một tu sĩ được hoàn tục 7 lần. Tức là một người tu sĩ không thích tu nữa có thể trở về đời, tức là sống một đời sống của thế tục, được cho phép 7 lần. Nhưng mà có ai đi được 7 lần kiểu đó chưa? Tôi nghĩ trên cơ bản chừng 3 lần là chết queo rồi. Nhưng mà trong luật Đức Phật cho phép mà. Tức là cho phép một tỳ kheo được quyền sau khi không có thích sống đời phạm hạnh theo con đường giải thoát nữa, thì người này có thể xả giới hoàn tục, rồi sau này cảm thấy là cần thiết để tu hay là chán đời gì đó, quay trở lại, được lặp đi lặp lại như vậy 7 lần. Nhưng tôi nghĩ rằng không ai chai mặt đến độ như vậy đâu. Thiệt tình là như vậy. Nhưng mà cái việc này Đức Phật nói như vậy để cảm thấy gì? Cái việc gọi là rời bỏ một cái đời sống tu sĩ không có gì gọi là lỗi. Đây là một đời sống hết sức tự do và tự nguyện của chúng ta, không ai ép. Nếu chúng ta không cần thiết con đường tu tập nữa, không cần thiết phụng sự và hy sinh nữa, thì chúng ta quay về với thế tục, sống một người bình thường như người khác. Nhưng mà khi quay trở lại không có nghĩa là người đó vẫn giữ vai trò như cái ngày nào. Nó không phải. Khi quay trở lại là lặp lại từ ban đầu. Đó là nguyên tắc. Anh ngày xưa anh tu tập, anh tới cái vai trò đó, thọ tỳ kheo như vậy, à đúng không? Nhưng mà bây giờ trở về đời rồi, bây giờ muốn quay trở lại thì phải bắt đầu lặp lại làm cư sĩ, rồi từ từ mới bò lên. Cho nên tôi mới nói với các vị là chừng 3 lần như vậy là chết rồi, là gì vậy đó. Đâu có đủ thời gian cho chúng ta dây dưa bằng cách đó đâu. Nhưng mà xin thưa các vị, những người có cái ý thức tu tập thì thật sự cái việc đó người ta đáng buồn. Người ta buồn chứ không phải là tự hào. Nhưng mà trên nguyên tắc thì không có gì để gọi là đáng trách. Cho nên các vị thấy Phật giáo những đất nước như Phật giáo Thái Lan hay là Campuchia, những đất nước Phật giáo này là người ta trên nguyên tắc là người ta tu tập ít nhất là 3 tháng. Tất cả mọi người đều tu tập, đều có tu hết á. Còn ở chùa bao lâu, ở 1 năm, 5 năm, 10 năm, đó là chuyện của mọi người. Còn trên nguyên tắc ít nhất là phải có 3 tháng rồi trở về sống với đời sống thế tục, đó là chuyện mọi người. Nhưng mà trong vô số người đi tu 3 tháng đó, nó sẽ còn một số người ở lại được 10 năm, có người 20 năm, có người trọn đời. Hả? Chứ ở đây chúng ta không xem như cái đó như một cái gì nhục nhã tội lỗi. Nhưng mà tôi thấy rằng Phật giáo Việt Nam mình nó có cái lạ là ai mà hoàn tục xem như là chuyện đó nhục nhã khả ố lắm vậy đó, trốn chui trốn nhủi như thế. Nhưng mà ở đất nước của Phật giáo Nam truyền thì người ta xem đó là cái điều tự hào.
gia đình có một người đi tu, sau đó rồi không tu nữa quay trở về, thì người ta mới có thể chấp nhận cho mình làm một việc gì đó, thậm chí người ta gả con. Nên nhớ vậy, chưa có trải qua cái thời gian tu ở chùa thì người ta không có gả con, bởi vì xem rằng người đó chưa hoàn thành về đạo đức. Người ta có những quan niệm khác nhau vậy đó. Còn Phật giáo chúng ta là tại đề cao quá ông thầy như ông Phật, đề cao ông thầy như ông Phật, rồi là làm đủ tứ điệu chân á, cho nên có những gì sơ xuất á thì chúng ta mới chỉ trích ghê gớm vậy á. Cho nên là ông Phật gì mà hút thuốc, ông Phật gì mà thế thế, ông Phật gì mà ăn chơi thế thế. Thật thì đâu làm mấy chuyện đó, nhưng mà tại chúng ta đề cao ông thầy như ông Phật. Thật sự thầy là thầy mà Phật là Phật. Đừng có quan niệm là thầy là Phật. Trên lộ trình đang tu tập là thầy là thầy. Có thể một vị thầy có đạo đức, có mô phạm tuyệt vời thì rất là tốt rồi. Nhưng trên nguyên tắc để thành Phật là cả quá trình. Vì vậy một vị thầy không có nghĩa là hoàn toàn chấm dứt được nhiễm ô. Tôi thấy có những người ở ngoài 40-50 tuổi mới vô chùa tu, trên cơ bản nhìn tưởng thượng tọa, nhưng mà thật sự mới tu à. Các vị thấy là như vậy. Có những gì mà coi như thậm chí tuổi hòa thượng nữa. Có những tôi còn bị lầm, đừng nói các vị. Tôi gặp tôi chào bạch hòa thượng, nói dạ con mới tu thầy. Rồi như vậy các vị nghĩ một người như vậy là Phật? Thật sự lấy thời gian đâu để tu tập, để đào thải, để chuyển hóa, để làm Phật? Chưa đâu. Vì vậy những nghiệp chướng trần cấu của phiền não cuộc đời mấy mươi năm nó đã dày trong con người của mình rồi. Mới tu một vài năm chưa là gì cả trong cái vấn đề chuyển hóa thay đổi của mình đâu. Vì vậy đâu dễ tí nào. Cho nên chúng ta đừng có quan niệm lệch lạc. Tôn trọng một vị thầy xuất gia dù tuổi nào vẫn là tôn trọng. Cái chuyện đó là người đã giữ vào được tăng bảo là tôn trọng theo luật Phật. Đạo đức của người Phật tử làm vậy hoàn toàn hợp lý. Nhưng chúng ta cũng không nên quá đà, và chúng ta không nên gọi là tô hồng một vấn đề nó thái quá, để mai này có những gì nó không hài lòng của chúng ta đó, đưa người ta lên trên mây, mai này chửi cho ta cho cố. Thế cái đó là tại chúng ta. Vì vậy cho nên những cái vấn đề này tôi không muốn nhìn nhận một cách khập khiễng trong Phật giáo như vậy. Tu là một sự tự nguyện, là một sự hy sinh các vị. Các vị coi là cái bài giảng tôi giảng là xuất gia để làm gì. Một con người đi tu là một con người bước vào con đường hy sinh, không có một cái gì khác hết á. Ngày nào bước chân vào chùa để gọi là tu tập là bắt đầu bước chân vào hy sinh. Vì vậy người đó phải tự nguyện rằng con nguyện hy sinh cho đạo, cho đời gì đó mới bước chân vào con đường này. Nếu không có tâm nguyện đó đứng đầu thì đừng hòng bước vào con đường này, mất công lắm. Không có tâm nguyện nó đứng đầu thì trở thành con người lừa đảo, không có cách khác đâu. Vì vậy trên nguyên tắc chúng ta bước chân vào chùa, những vị thầy cơ bản là bắt đầu con đường hy sinh. Hy sinh những tình cảm của gia đình, hy sinh những nhu cầu của bản thân, và hy sinh tất cả những cái gì liên hệ đến đời mình. Và chỉ còn một cuộc đời còn lại là để làm cho đạo, cho đời và sự tu tập mà thôi. Ý nghĩa nó rất là quý báu và cao thượng, chứ không phải là bình thường. Nhưng mà để làm được chuyện này là một cái chuyện không đơn giản. Các vị phải biết là như vậy. Cho nên Tăng Bảo là một trong những cái người đáng kính. Tu được 1 năm, 10 năm, 20 năm là chuyện quá tuyệt vời. Không dễ dàng gì ai có thể hy sinh những cái gì cá nhân của mình được một ngày nữa. Cho nên thường thường các vị tu tập một ngày bát quan trai đó, các vị thấy khó hay dễ? Lâu lâu mà đi vô tu ngày bát quan trai là thấy là ngon rồi đó. Tu ngày đêm mà không ăn chiều đeo chàng qua, không sát đạo dâm dục gì đó, được ngày đêm là giỏi rồi đó, dữ lắm đó. Đâu phải dễ đâu. Chăn ấm niệm im bỏ được ngày là thấy mình hay rồi, đâu phải giỡn đâu. Ăn sung mặc sướng bỏ được ngày là giỏi rồi. Cho nên các vị thấy một ngày của một người cư sĩ tập bát quan trai mà các vị thấy như vậy, thì các vị thử nghĩ người sống trong chùa 1 năm, 5 năm, 10 năm là chuyện như thế nào. Và điều đó như vậy tôi nói với các vị để hiểu rằng một người tu đáng quý ở chỗ nào. Và vì vậy chúng ta phải có một cái nhìn rộng. Những cái gì người ta không muốn tu nữa, tức là người này không chọn con đường hy sinh nữa, thì cứ việc sống cho mình vậy thôi. Cho nên một người hoàn tục chúng ta buồn là vậy nè. Mình không còn người hy sinh cho chúng ta, bởi vì người đó quay trở về, họ sống với chính họ. Cho nên tôi nói với các vị đừng ép quá đáng vào người tu sĩ mà mình chụp mũ thế này thế kia. Điều đó không có lợi cho Phật giáo chúng ta. Ngày nào còn bóng dáng của một thầy tu, ngày nào còn Tăng Bảo, chúng ta còn rất hạnh phúc trong cuộc đời này.
Còn ngày nào chúng ta nghĩ rằng không cũng dám thầy tu, điều đó là cái điều mà gọi là đáng báo động về mặt hạnh phúc của chúng ta. Nên nhớ là như vậy, tức là còn người hy sinh cho đạo pháp và chúng sinh, trên cơ bản là như vậy. Cho nên chúng ta đừng ép hay là đừng có chỉ trích một cách thái quá mà nó không đáng để chúng ta phải phê bình. Có một vài trường hợp tôi thấy các vị tự làm một cái khuôn để các vị đúc mấy ông thầy. Các vị là như vậy, các vị hình dung ông thầy là phải là cái bức tượng biết di động như nè. Ông thầy không được quyền cười, không được quyền đi, không được quyền thế. Các vị tưởng tượng à. Ông thầy cơ bản là gì? Cũng là con người vậy. Mà chúng ta cứ đúc ông thầy như một cái tượng biết di động như nè. Lúc nào ông gầm gầm nói, không được cười, không được giao tế, không được thế. Làm gì có chuyện đó trên cuộc đời. Cho nên các vị thấy, một cái người tu khi họ không tu nữa, họ có quyền tự do với bản thân của họ, không ai làm gì nhau. Nên nhớ là như vậy. Cho nên hãy động viên và khích lệ người ta tu hành, chứ đừng chỉ trích và làm cho người ta bất mãn phải từ bỏ. Cái này người cư sĩ Phật tử phải hiểu như vậy. Thấy một vấn đề gì đó chúng ta không hài lòng, thấy vấn đề gì đó nó không được đúng, nên bằng lòng từ bi mà động viên khích lệ, khuyên răn để giúp cho người đó từ bỏ để cố mà tiến lên. Đừng có chỉ trích mỉa mai để chạm tự ái một con người. Khi người ta bước ra bên ngoài, người ta đi nhảy đầm, mình làm gì nhau? Tôi nói với các vị là như vậy. Nếu người ta không thích tu nữa, người ta có thể đi ăn nhậu, nhảy đầm, ăn chơi, chúng ta làm gì nhau? Cho nên đừng có quá đà trong cái vị chỉ trích và phê bình, mà hãy bằng lòng từ bi góp ý chân thành để giúp một người thay đổi, muốn một người đó tốt hơn. Như thế, chúng ta mới là người Phật tử có chánh kiến và hộ trì Phật pháp. Và nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng hằng ngày chúng ta đưa đạo Phật đi lên, và chúng ta loại trừ được rất nhiều sự sai sót trong cái vấn đề mà gọi là những kẻ mà xấu, không có ý tốt cho Phật pháp chúng ta. Nếu chúng ta có một quan niệm như thế này, chúng ta sẽ góp phần xây dựng và bảo vệ sự cao quý và trong sạch của tăng đoàn biết cỡ nào. Đâu phải bình thường đâu. Cho nên không khéo chúng ta tiếp tay cho giặc, chúng ta sẽ trở thành kẻ phá hoại Phật giáo mà chúng ta nói là chúng ta ủng hộ. Chúng ta phá nát cái chân đạo Phật mà chúng ta nói là chúng ta hộ pháp. Hộ cái gì? Cho nên nó không đúng trong những cái vấn đề đó. Vì vậy khi chúng ta nhìn nhận về cái lời Phật dạy thì chúng ta hiểu rất rõ để chúng ta chuyển hóa, thay đổi mọi thứ cho nó được tốt đẹp hơn, để giúp cho một con người có sự nhìn nhận đúng đắn để giác ngộ hơn. Nhìn nhận một vấn đề như vậy, chúng ta cảm thấy mình an vui hơn, và mình cảm thấy rằng mình là một người phàm phu, muốn tu tập, muốn chuyển hóa đâu dễ tí nào. Mình thấy mình nè là người sống trong cuộc đời như vậy, mình xét lại mình đi. Ăn chay một ngày dễ hay khó? Đâu có dễ đâu. Từ bỏ những nhu cầu trong cuộc đời một ngày dễ hay khó? Vì vậy để thành Phật thành Thánh là chuyện khó lắm các vị. Cho nên đừng ảo tưởng. Khi tu tập chúng ta cần xét lại mình, đánh giá lại chính xác về mình, cái mức độ gọi là như thế nào, để mình biết rằng mình giải thoát tới đâu. Nãy bà cụ tôi hỏi, bà cụ mong muốn về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà bà cụ thấy rằng bà cụ có tin bà cụ về Tây Phương chưa? Bà cụ nói chưa. Tôi mới hỏi rằng bà cụ thấy những nhân tố để mà giúp cho bà cụ nhận ra được rằng là mình có duyên để mà giảng sanh chưa? Bà cụ nói chưa. Tôi hỏi bà cụ có bao giờ thấy Phật hiện để mà rờ đầu hay là có một cái điềm lành với bà cụ chưa? Bà cụ nói cũng chưa. Như vậy thì bây giờ muốn giảng sanh mà gì cũng chưa hết rồi làm sao? Cho nên điều quan trọng nhất chưa khẳng định được mình, mà chỉ là hy vọng và mong rằng điều đó. Thật sự cái này cái lỗi rất nhiều người trong cái vấn đề nhận thức và tu tập theo con đường tịnh độ. Còn nhiều vấn đề mà lỗi lầm trong những quan niệm của người tu tịnh độ chúng ta lắm. Không thấy được khả năng tịnh độ tại cuộc đời này, mà nghĩ rằng sau khi chết để mình được vãng sanh tịnh độ. Nấu cát mà muốn thành cơm, không thể trồng một hạt ớt mà mai này nó có trái cam được, vô lý. Vì vậy muốn biết được một ngày mai chúng ta được vãng sanh tịnh độ hay không, chúng ta phải có khả năng tịnh độ ngay trong giờ phút này. Có đủ nhân tố phước báo và hiện tướng của một tịnh độ trong con người của chúng ta. Vì vậy không khéo chúng ta trở thành một cái dạng gọi là tín ngưỡng và tưởng tượng mai này. Tại sao tu hành mà phải cầu sau khi chết để được cái gì? Chúng ta đừng biến chúng ta trở thành một loại tôn giáo học, là cái điều không phù hợp với Phật giáo chúng ta. Cái này các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng tại Pháp. Đó là bài giảng là
người tu tịnh độ cần biết. Tôi đã chia sẻ các vị rồi, và tôi đã giảng trong rất nhiều bài giảng về tịnh độ. Tôi có chia sẻ, có những người nghĩ nói là tôi tu thiền cho nên tôi nói vậy. Các vị sai rồi, các vị không nắm được nguyên tắc của Phật giáo, mà các vị lệ thuộc quá nhiều vào tín ngưỡng, cho nên các vị biến đạo Phật lại trở thành một dạng tín ngưỡng như thế là cái điều không hợp. Nếu không cầm chắc được khả năng tịnh độ và nhân duyên lành trong cuộc đời này thì đừng hòng ảo tưởng sau khi chết để được giảng sanh tịnh độ. Đừng có máy móc như vậy, quan đường. Và trong những dịp nào chia sẻ liên quan đến tịnh độ, tôi nói sâu hơn về vấn đề này cho các vị. Trở lại vấn đề, vậy thì trên nguyên tắc các vị thấy cái gì? Những vấn đề tôi chia sẻ với các vị, cái góc nhìn của đạo Phật về tình yêu, về tình ái của con người chúng ta, tùy cấp độ nó như thế. Từ cấp độ phàm phu, một con người Phật tử có đạo đức, một con người tu, và cái lộ trình của con người về nguyên tắc giải thoát nó như thế nào, nó là rất là rõ là như vậy. Đức Phật không nói mù mờ, một cái nguyên tắc rất rõ là như vậy. Và các vị cũng có thể tự đánh giá được các vị trong cái quá trình tu tập của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta có quyền tự đánh giá mình là à, mình có còn tham ái không? Các vị đánh giá được chứ. Mình còn dính mắc bao nhiêu? Các vị đánh giá được chứ. Mỗi con người đều có cái khả năng mà tự đánh giá được cái này cả. Đối với Đức Phật, nhìn về góc độ này và con người của Đức Phật đã chuyển hóa thay đổi vấn đề này như thế nào, tôi mở cho các vị thêm một điều nữa. Trên nguyên tắc, lòng đại bi của Đức Phật được xuất phát từ bản năng tình cảm của con người. Nếu không có bản năng tình cảm, một vị Phật không có lòng đại bi. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy, lòng đại bi của Đức Phật là một sự chuyển hóa từ một cái tình yêu cá nhân, một tình yêu ích kỷ, trở thành một tình yêu tập thể, tình yêu rộng lớn. Cái tình yêu đó gọi là vô duyên từ, tức là một cái lòng từ, một tình thương yêu không điều kiện. Như vậy, trên cơ bản, một con người có nhân tố của tình yêu là bản năng tình cảm của con người, thì người đó khéo chuyển hóa sẽ trở thành con người có tình yêu nhân loại rộng lớn bao la. Cho nên các vị nhớ kỹ, cơ bản nhất là người bản năng tình cảm mà mạnh á, đó là đa phần là những người tốt. Tôi muốn nói với các vị, người có bản năng tình cảm mạnh á, đa phần là những người yêu người khác, thương người khác, giúp đỡ người khác. Nhưng mà cái người này có một lỗi là hay bị lỗi về vấn đề tình cảm và hay bị dụ thôi. Nên nhớ là vậy. Cái người mà thuộc về bản năng tình cảm là người hay bị dụ, có nghĩa là người dễ động lòng quá đi, dễ thương dai khóc mướn, có nghĩa là dễ siêu lòng. Cho nên người ta biết rằng có những người đa tình hay bị dụ là như thế. Nhưng xin thưa các vị, cái đó nếu mà biết chuyển hóa, nó trở thành một lòng thương yêu và lòng từ bi rất là tốt. Người không có chất liệu của tình cảm thì không thể có thể trở thành một người có cái khả năng về lòng đại bi. Cho nên lòng đại bi được chuyển hóa từ nền tảng của những con người về mặt bản năng tình cảm của con người. Cho nên Đức Phật là thương yêu tất cả chúng sinh, là Đức Phật đã chuyển lại được tình yêu cá nhân của mình từ một gia đình hay là đối với đứa con trở thành tình yêu nhân loại. Các vị thấy Đức Phật từng nói trong kinh là ta thương chúng sinh như ra hầu la không khác. Như vậy Đức Phật đã xác định được rất rõ là Ngài cũng yêu thương ra hầu la thế nào mà. Và khi Ngài đã giác ngộ được, Ngài đã chuyển lại tình cảm cá nhân trở thành một lòng đại bi, Ngài mới hiểu được là tình cảm của Ngài đối với chúng sinh như thế nào mà Ngài lấy ra hầu la ra để so sánh. Cho nên Đức Phật từng dạy các đệ tử của mình, biết được cái lỗi lầm thì hãy tìm cách khéo léo để vượt qua, để chuyển hóa trở thành lòng từ bi, mà để chia sẻ với cuộc đời, để giúp cho cuộc đời, thì cái tình thương yêu nhân loại, cái tình thương yêu đó nó không có lỗi, bởi vì nó thuộc về lòng yêu chung. Vì vậy làm sao chúng ta vượt qua được những cái cá nhân để trở thành cái tập thể? Nếu không có nhân tố cá nhân này thì không thể trở thành nhân tố của đại thể được. Cho nên trong cái nội dung của bài giảng này, tôi chỉ mong rằng các vị nhìn thấy rất rõ về bản chất của mọi việc, về diễn biến của tâm lý con người chúng ta, về những cái điều rất thật trong cuộc đời này. Chúng ta không che giấu, chúng ta không bưng bít, nhưng chúng ta cần tích nhận thức rõ. Mà nhận thức rõ như vậy để chúng ta tự tu tập và chuyển hóa chính mình. Đừng ảo tưởng cho việc tu tập mà thôi. Chúng ta đừng chủ quan, chúng ta đừng nghĩ mình như thế là mình đã giỏi là tốt rồi. Thật sự nó không phải là như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta chỉ là một cái dạng tự lừa mình
trong cái quá trình tu tập mà thôi. Các vị có thể xem lại một bài giảng tôi giảng là thế nào là tu thân và thế nào là tu tâm á, thì các vị sẽ nghe bài giảng này các vị hiểu nó sâu hơn. Và một bài giảng vừa rồi tôi giảng tại miền Nam Cali đó, bài giảng là tâm là gì đó, tôi cũng có phân tích ít nhiều về điều này. Cho nên trong cái bài giảng này tôi xin chia sẻ với các vị bằng cái cách nhìn của Phật giáo về các vấn đề như thế, để chúng ta hiểu được vấn đề mà chúng ta cởi mở và tự tu tập cho mình và tự giúp người khác được chuyển hóa tốt hơn. Đừng đè nén, cũng đừng nhìn lệch lạc, đừng đẩy những người thân của mình vào đường cùng. Cũng giống như cái câu chuyện vừa rồi tôi nói, có những người hiểu lệch lạc, cứ tưởng chị mình là thần thánh trong mấy năm tu hành hay gì đó, rồi rơi vào hoàn cảnh đó, cứ nghĩ là tà ma, cứ nghĩ là thế thế. Như vậy không tốt. Hiểu được rất rõ để tìm cách giúp cho những người rơi vào trường hợp đó, người ta có cách để thoát ra một cách nhẹ nhàng và tốt hơn, để tránh những sai lầm đáng tiếc trong cuộc đời. Chúc các vị một ngày an lạc. A Di Đà Phật. Và phần còn lại cái thời gian hôm nay tôi sẽ dành cho các vị trong 15 phút để các vị có cái gì cần thưa hỏi, trao đổi, các vị có thể nói tại chỗ mà các vị có thể viết giấy gửi về ở trên bàn này. Con cảm ơn thầy cho con cơ hội để nói chuyện, hỏi câu với thầy. Thì lúc đầu thì thầy có nói vấn đề tình yêu, khi mà một người vợ mà thầy nói người vợ có thể nói với mình lớn tiếng tại vì người đó có thể còn cái tình thương cho mình. Thì theo như con nghĩ, nếu làm sao mà mình biết được cái người vợ đó rõ ràng là thương mình hay là thương chính bản thân của người vợ đó? Có nhiều lúc người vợ muốn những cái ý kiến, những điều kiện đó để làm cho gia đình vui thì là làm cho cái chuyện nó tốt hơn. Nhưng mà cái chuyện tốt đó nó có thể là vì người vợ muốn, vì người vợ thương mình, thương chính bản thân của mình, muốn người chồng như làm như một theo một cái hình thức mà trong suy nghĩ của người vợ đó là đúng cho người vợ. Câu hỏi thứ hai con có hỏi là lúc thầy đã đề cập tới một người ở bên Nhật, thì ông thầy đó thì có một người đệ tử không muốn lập gia đình, thì người đệ tử đó mới tới hỏi ông thầy, nếu người đệ tử đó không muốn lập gia đình, con không hiểu tại sao ông thầy đã lại kêu người đệ tử đó đi trở về để mà lập gia đình. Thứ nhất thì con thấy cái lòng của một người, quyết định của cái người đệ tử đó, thì người ta có thể mình muốn lập gia đình thì mình lập gia đình, mình không muốn lập gia đình thì không muốn lập gia đình. Rõ ràng theo như con thấy đạo Phật thì nó cũng có nói là sống là khổ. Tại sao biết khổ mà lại cho người đệ tử đó trở về để sống trong cái khổ? Người đệ tử đó có thể, ai biết được, nếu không lập gia đình, người đệ tử đó có thể là một bước gần hơn tới Phật. Có thể là không lập gia đình thì người đó có thể đi thêm một con đường nữa, rồi có thể ngộ được. Hay là người đó có thể trong một cái tình cờ duyên hợp gì đó, người đó có thể vô được trong cái chùa để là đi tiếp một con đường tiếp theo. Nhưng mà tại sao ông thầy thì lại kêu người đệ tử đó thì trở về sống trong biển khổ giống như là mọi người? Cảm ơn thầy. Rồi, thầy cảm ơn anh. Cái câu thứ nhất thì anh hỏi chồng của người đó sẽ hiểu. Chuyện nói chuyện của hai vợ chồng, hỏi thầy làm sao thầy biết người đó là ai và như thế nào. Chỉ có người chồng đó mới hiểu được các vấn đề đó. Còn cái vấn đề mà chia sẻ về vấn đề Phật Pháp thì câu hỏi thứ hai thầy sẽ trả lời. Còn câu hỏi đầu đó, thì cái câu đó đó, thầy là người ngoại cuộc, thầy đưa ra như một tình huống chung, như một mẫu số chung về vấn đề diễn biến của tâm lý học cơ bản, mà dựa vào đó để mà giải quyết các vấn đề của mình cho hợp lý. Chứ thầy không phải là từng cá nhân riêng để thầy phản ánh được từng vấn đề một. Người trong cuộc và người ở đó sẽ hiểu được từng vấn đề một để giải quyết vấn đề chứ. Vấn đề đó không phải là vấn đề của thầy, và cũng không ai có thể thần thánh gì ở ngoài mà nói sọt cho mấy chuyện đó. Rồi thầy chỉ chia sẻ cái câu hỏi thứ hai của anh. Các vấn đề đó, cái lời của thiền sư Hakuin nói về đệ tử của mình, nó có hai việc để chúng ta chia sẻ. Rất có thể là ở đây chúng ta phân tích theo cái nhìn về Phật học, còn cái ý của thiền sư là những người gọi là đắc đạo, mà người ta từng nói câu là thánh ý cao thâm phàm tâm năng trắc. Thánh ý của các cái bậc thầy ở trên mây
cao vời vời, chúng ta không dễ dàng gì có thể lường được đâu. Nhưng mà trên nguyên tắc, tôi có thể phân tích theo cái hiểu của tôi về sự việc của câu chuyện đó, theo cái nhìn của Phật học. Thứ nhất là cái người thầy của mình khi yêu cầu gì đó là nói là con nên nghe lời cha mẹ, có nghĩa là đang bị sự chống đối quyết liệt từ cha mẹ. Cái việc trên nguyên tắc là cha mẹ đang chống đối quyết liệt với một gia đình quyền thế, bởi vì nó còn ảnh hưởng dây dưa đến mọi vấn đề của gia đình nữa, mà không muốn ảnh hưởng đến thanh danh vị thế của gia đình về một vấn đề trong hôn nhân đó. Bởi vì đó là câu chuyện dài mà tôi chỉ nói ngang với các vị như vậy thôi. Thứ hai nữa, các vị nên nhớ rằng viên kim cương thì có thể vô hầm phân thì không bao giờ thấm, nên nhớ là như vậy. Một người đã giác ngộ thì người này dường như không thể nào dính mắc với tất cả những gì trong cái cuộc đời này, mọi thứ chỉ là phương tiện mà thôi. Cho nên các vị đọc trong kinh Di Ma Cật, các vị mới biết cái câu mà kinh Di Ma Cật từng nói là ti sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Cái câu này trong kinh Di Ma Cật, những người chưa nghiên cứu các vị không hiểu, các vị nghĩ là Di Ma Cật nói ra câu là ti sử cư gia bất trước tam giới, tức là ti ở trong nhà nhưng mà không còn dính mắc trong ba cõi. Cái nghĩa của nó là như vậy, ti ở trong nhà của thế tục như vậy đó, nhưng mà đã là không dính mắc ba cõi rồi. Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Rồi thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, mặc dù có vợ con xung quanh nhưng mà bản thân vẫn là thường tu phạm hạnh. Cái câu này nghịch lý quá, nhưng mà các vị phải hiểu rằng cái này ý giống như viên kim cương thì không thể nào nhiễm vào hầm phân được, không có cách đó, trừ ra mút mới nhiễm phân thôi. Phải hiểu gì như vậy. Vậy thì phàm phu chúng ta đụng gì dính đấy, chúng ta không thể lường được cái ý của các bậc thánh. Cho nên các vị hiểu cái chỗ này rất rõ. Thiền sư đã tin tưởng vào đệ tử của mình, cho nên thiền yêu cầu như vậy. Không ai giả gì xúi đệ tử mình vào trong cái chuyện khổ đau, chỉ vì người này không còn bị chi phối bởi khổ đau nữa, cho nên tùy thuận thế gian để chuyển hóa thay đổi các vấn đề, để giúp cho người khác giác ngộ. Cái này các vị nên nhớ, đây cũng là một cái lời khuyên vừa rồi. Tôi khuyên một cái cô Phật tử ở tại vùng Seattle, thì cô Phật tử này cổ đang phiền với gia đình và cổ có ý đã cổ ly dị với chồng, chỉ vì một việc duy nhất là khi gia đình mở chợ, cổ không muốn gia đình là bán ba cái vật vịt quay, heo quay rồi đó. Cổ nói mấy cái đó tội lỗi lắm, cổ không có làm. Nhưng mà chồng cổ thì quyết định để làm, bán cái đó, bán bánh mì gì đó. Còn cổ thì quyết định là cổ là người Phật tử, cổ không muốn dây dưa vấn đề này. Mà hai vợ chồng cãi lộn vấn đề đó và quyết định sắp ly dị. Cho nên khi cô này đi hỏi tôi vấn đề đó, tôi mới nói rằng đó không phải là một quyết định sáng suốt của cô. Nếu cô biết việc đó là tội lỗi mà cô không tìm cách để độ gia đình thì ai là người độ cho gia đình cô đây? Điều quan trọng nhất, cô phải là người hy sinh để độ gia đình thôi, trong ai khác hết á. Cho nên tìm cách tùy thuận với gia đình bước đầu và giúp cho gia đình làm sao giác ngộ giống như cô ngay bây giờ. Khi họ giác ngộ được rồi thì cô khỏi cần nói gì hết, họ tự từ bỏ. Cho nên một năm chưa được thì hai năm, ba năm gì đó. Giống như lời Đức Phật nói là ta không vào địa ngục thì ai vào. Vì vậy một người giác ngộ được Phật Pháp như cô không phải tham vọng bằng những đồng tiền như thế này. Nhưng cô phải có cái tình với một con người. Nếu có tình được với chúng sinh, tại sao những người này là những chúng sinh cần độ mình không có? Cho nên cần phải khởi lòng đại bi, biết chồng mình chưa giác ngộ được, biết gia đình mình chưa hiểu vấn đề này, thì hãy tùy thuận vào trong đó để tác động, để từng bước giúp người thân mình giác ngộ, rồi họ phải từ bỏ tội ác. Còn mình bỏ rơi họ, họ sẽ chỉ trích mình, họ chỉ trích Tam Bảo, họ càng lún sâu vào trong tội ác, thì mai này lỗi này một phần không nhỏ có sự đóng góp của ta. Đây là điều mà tôi nói một cách rất là chân thành. Cho nên cô nói rằng ly dị đây là một quyết định không sáng suốt của cô với một người tu tập. Các tôi khuyên cô nè, nghe lại cái bài giảng là làm bạn với ma. Đây là bài giảng tôi nói rồi, muốn độ kỹ nữ thì phải làm tú bà, nên nhớ là như vậy. Muốn độ ăn cướp thì phải là tướng cướp. Tôi đã từng nói với các vị trong một cái bài giảng đó rồi. Một con người giác ngộ không thể từ bỏ những chuyện của cuộc đời mà có thể độ được chúng sinh. Vì vậy đây là cái mà rất là cao quý trong nhà thiền, và sự tin tưởng ở thiền sư Hakuin về đệ tử của mình trong cái việc là ở như vậy để giúp chuyển hóa thay đổi các vấn đề cho được tốt hơn. A Di Đà Phật. Rồi mời các vị. Dạ mô Phật, con xin kính chào thầy.
Câu hỏi thầy của con hôm nay không có liên quan tới đề tài thầy giảng, nhưng mà đó là cũng một thắc mắc của con về vấn đề trên con đường tu học. Dạ thưa thầy, có một lần con tình cờ đọc một bài báo, người ta viết về luân xa, nhưng con không hiểu luân xa là gì. Và người ta nói là mở luân xa là mở cái gì, và đồng thời mở luân xa có lợi có hại như thế nào, và ai là người có khả năng để mở luân xa. A Di Đà Phật, tôi xin hết. Sao ông thầy nào làm không hỏi ông thầy đó hỏi thầy? Kẻ nào ăn ốc bắt thầy đổ vỏ. Cho nên đây là cái việc đó, nó không phải là trong Phật giáo. Các vị có thể tìm lại các vị thầy đó, các vị hỏi nó chính xác hơn. Thầy là chỉ là người không nghiên cứu về vấn đề đó, nhưng mà thầy chỉ cảm thấy rằng đó là một cái việc mà có những cái trường phái bên ngoài Phật giáo, họ khai mở cái luân xa gì theo cái cách gọi của họ đó, để họ xuất hồn, để họ làm cái gì đó. Thì cái này á, các vị đừng cố mà tò mò. Cái này tò mò không khéo chúng ta đụng vào giống như là gọi là ma túy vậy đó. Đụng vào thì rất dễ mà thoát thì không phải là dễ. Tôi có nhớ một cái lần nào đó của một cái Phật pháp nhiệm màu tại chùa Hoằng Pháp, mà cái cô nào cổ nói là cổ đã từ bỏ được cái đó là 3 năm. Ngày xưa vì cổ mê cái vấn đề khai luân xa để xuất hồn đó, mai này cổ sợ quá, rồi cổ nhờ cái ánh sáng Phật pháp để cổ quay trở về và cổ từ bỏ việc đó đó. Thì các vị nên đọc những cái này để các vị thấy rằng là cái việc đó đó không phải là một sự hiếu kỳ. Không khéo chúng ta lạc lối á, sai một ly là đi ngàn dặm, rất là khó quay trở lại. Thật tình mà nói, tôi cũng chưa nghiên cứu về các vấn đề này, tôi chỉ nghe đề cập đến. Và trong cái trường hợp của một cô đó, cô đã từ cao chạy xa bay về việc đó, mà cô quay về chùa Hoằng Pháp, cô tu tập và cô trình bày vấn đề đó trong một buổi Phật pháp nhiệm màu. Cái vấn đề đó như vậy thôi. Tôi nghĩ cô muốn chính xác hơn, cô sẽ tìm những người có cái nghiên cứu hay là có họ ứng dụng về điều đó. Nhưng tôi nghĩ đừng tò mò về vấn đề này sẽ không tốt cho chúng ta trên lộ trình nhận thức về con đường Phật pháp và tu tập. A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, xin thầy vui lòng chỉ dạy cho con. Hằng ngày con lại sám hối 108 lại. Một tuần thì được 4 lần thầy. Con chỉ niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư, Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát vì con thờ. Xin thầy chỉ dạy con có cần niệm tất cả danh hiệu của hồng danh của các Đức Phật hay không, là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ nhì, đó là phương pháp mà để con lại sám hối, để mà con muốn tiêu tan cái tội lỗi, những nghiệp chướng mà mình gây ra vô tình hoặc cố ý. Ngoài cái phương pháp đó, xin thầy chỉ dạy cho con cần có phương pháp nào nữa để mà con tiêu trừ tội lỗi và nghiệp chướng trong cái đời sống mà hiện giờ con cảm thấy con cũng rất là đau khổ về đường, về gia đình đó thầy. Dạ xin nhọc thầy vui lòng quan hệ chỉ dạy cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì cái này tôi đã giảng trong cái bài giảng làm mới tự thân và tầm quan trọng của phước đức. Trên nguyên tắc, cái cách tu tập của cô như vậy nó lệ thuộc vào tín ngưỡng quá. Chúng ta không phải niệm các cái danh hiệu Phật trong cái việc tu tập để chúng ta niệm là chúng ta niệm cái vị này mà không niệm vị kia ganh tị hay là buồn. Nó không phải là cái như vậy. Cái danh hiệu của Phật, các phần còn lại nó mang cái nghĩa phương tiện thôi. Chứ không phải là chúng ta niệm Di Đà cái Bồ Tát Quan Âm buồn, hoặc niệm Quan Âm cái mai mốt khi về gần tới cực lạc cái Di Đà nói không niệm tao về trở lại đi à. Nó không phải là mang cái nghĩa đó. Tất cả các vị Phật mang cái nghĩa đại diện cho một cái hạnh nguyện để mà chúng ta tu tập gì đó. Thật sự đây là cái con đường phương tiện thôi. Cơ bản nhất trong cuộc đời này, Đức Phật lịch sử chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca là một vị A-la-hán chánh đẳng giác. Còn qua vấn đề gọi là tông phái và qua vấn đề phát triển á, thì nó có một vài vị Bồ Tát, mà nhất là các tông phái của Trung Hoa đã có rất là nhiều các vị Phật và Bồ Tát sau đó về tu tông phái. Tôi cũng không cho cái này là xấu hay là sai trong con đường phương tiện,
thì không có thể từ bỏ một pháp nào. Nhưng riêng có vấn đề gọi là niệm Phật tu hành, cô có thể giữ một danh hiệu Phật vẫn được, có thể là Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật Di Đà hay Quan Âm, trong mỗi cái lại của chúng ta mà không cần niệm bất cứ cái vị Phật khác đều được cả. Nhưng mà trong rất nhiều danh hiệu Phật cho chúng ta thấy được rằng là ta làm như vậy để chúng ta có một cảm giác an tâm cho hành động của mình, tức là một hành động của chúng ta được rất nhiều vị Phật chứng minh cho chúng ta, thì cái mức độ tinh tấn của chúng ta sẽ thấy nó nỗ lực nó tốt hơn về điều này. Chứ không phải niệm danh hiệu Phật này mới được, hay là danh hiệu Phật kia mới được, hay là niệm danh hiệu này bỏ sót danh hiệu Phật kia là bị thiếu, hay là ông Phật kia cũng buồn, không có chuyện đó. Cho nên các Phật tử tu tín ngưỡng thì chúng ta hay rời vào trường hợp này. Thờ Phật ấy, chúng ta thấy vô một bàn thờ của một cái nhà Phật tử tín ngưỡng á, chúng ta thấy đầy Phật hết trơn rồi, thờ vô số Phật như vậy, hỏi sao vậy? Thì ra là tu theo Phật thì thờ Thích Ca là đúng rồi, nhưng mà vì tu tịnh độ cho nên thờ thêm Phật Di Đà, nhưng mà thỉnh thoảng gia đình có những người bệnh hoạn cho nên phải thờ Quan Âm, rồi mai này là chết rồi cầu siêu cho nên phải thờ thêm Địa Tạng, rồi thế vô nhìn bàn Phật chúng ta thấy đầy hết trơn như vậy. Cái này nó không có sai, nhưng mà nó lại thuộc vào tín ngưỡng quá đi. Và chúng ta tu tập tín ngưỡng như vậy, nó không khéo chúng ta dễ rơi vào trong mê tín. Sự tín ngưỡng và mê tín nó xê xích nhau trong một sợi chỉ. Và vì vậy khi nhận thức tu học, chúng ta có quyền thờ một trong những vị Phật cho thật sự trang nghiêm tại tư gia chúng ta là đủ. Chúng ta niệm bất cứ vị hiệu Phật nào đó là quyền của chúng ta, nhưng đại diện các vị Phật đã đủ để chúng ta thờ trang nghiêm. Thờ Phật ngoài cái việc tu tập, chúng ta còn là cái sự thẩm mỹ cho gia đình chúng ta nữa. Cho nên nhìn vào bàn Phật chúng ta thấy trang nghiêm, nó tốt hơn là nhìn vào bàn Phật chúng ta người ta có cảm giác cái am. Không khéo vô cái nhà mà tụng tưởng vô cái am hay gì đó, chứ không phải là cái nhà. Chúng ta thờ đầy Phật hết trơn, đủ loại Phật hết trơn, để chúng ta cầu nguyện cái này, cầu nguyện cái kia, cầu nguyện cái nọ. Cái đó thì nó không có làm cho cái gia đình chúng ta mà gọi là chúng ta thấy thờ Phật như vậy nó không có thẩm mỹ. Sai, nó không có sai gì hết trơn á, không có lỗi gì hết trơn á, nhưng mà nó không có thẩm mỹ. Cho nên trên nguyên tắc là cô cần tu tập, cô lại sám theo hồng danh với tất cả các danh hiệu Phật khác nhau, hay là cô lại sám với một danh hiệu Phật, điều đó hoàn toàn không khác nhau ở chỗ là làm sao cô lại được một lại đó. Dù cô danh hiệu Phật để lại hay là cô niệm các danh hiệu Phật với nhau để lại, hoàn toàn đồng đẳng với nhau về mặt tính chất của hành động đó. Cho nên cô có thể giữ một hồng danh Đức Phật để cô lại, nhưng nếu cô cảm thấy rằng cần nhiều Đức Phật chiếu cố cô trong tín ngưỡng thì cô cứ kêu gọi nhiều ông Phật hỗ trợ cô, vậy đó không sai. Cái đó là cái chuyện không có sao cả, nhưng mà thầy nói cái lý cái sự của nó cho cô hiểu rõ là như thế. Còn trên nguyên tắc lại là một trong những cách giải quyết nghiệp chướng, nhưng mà không phải là một cách duy nhất như vậy. Trên nguyên tắc cuộc đời này, tội lỗi và phước báo nó giống như muối và nước. Chúng ta gieo nhiều quan trái nghiệp chướng là muối. Những hành động tốt chúng ta trong cuộc đời, kể cả sự tu tập và sám hối, là nước. Nếu nước nhiều thì muối loãng. Như vậy trên nguyên tắc chúng ta có rất nhiều cái để chúng ta làm, có lượng nước trong con người của chúng ta. Bố thí, làm lành, làm phước, giúp đời, tất cả những cái đó là lượng nước trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì những cái mà tạo ra lượng nước không riêng gì vấn đề lễ sám hối, mà có vô số hành động để hỗ trợ chúng ta. Bởi vì con người chúng ta không thể nào 24 trên 24 để làm việc đó được. Vì vậy đi đứng nằm ngồi, phục vụ và sinh sống trong cuộc đời, hành động nào trong một ý niệm và hành động cũng giúp chúng ta tăng thêm lượng nước cả. Trong một công ty chúng ta không ganh tị và tha thứ một con người, giúp một người bạn để giúp làm việc tốt hơn, đó là lượng nước chúng ta tích lũy nữa đó. Chúng ta đi một con đường giúp một người qua đường, đó là lượng nước đó. Chúng ta từ bỏ việc sát sanh ăn chay để tạo thêm cái lượng quân bình về nước của chúng ta đó, để không tạo thêm muối đó. Tất cả ban tặng chia sẻ với cuộc đời là nước đó, tụng kinh niệm Phật là nước đó, và cộng với cái vấn đề gọi là lễ sám. Cách này giúp cho chúng ta có thể giải quyết cái lượng muối để loãng đi một cách nhanh chóng nhất, chứ không nhất thiết chỉ là một vấn đề là lại sám mà thôi. Đôi khi lại sám nó chưa thiết thực bằng cái tính cách là sống phụng sự cho cuộc đời. Nếu có phụng sự cho cuộc đời được tốt thì ngoài việc tăng lượng nước, nó còn làm lợi ích cho biết bao nhiêu người. Đây là một cái hành động gọi là thiết thực và tích cực nhất trong cái nhìn nhận của Phật giáo chúng ta. Vậy hành động nào tốt là giúp các vị thay đổi được nghiệp chướng? A Di Đà Phật. Dạ.
Thôi giờ thời gian không còn nhiều ha. Vậy buổi chiều 4 giờ tôi còn buổi nói chuyện ở tại nhà của Phật tử An Hạnh. Thành ra là tôi còn phải về để sắp xếp mọi thứ. Cho nên là các vị hoan hỷ, buổi giảng chúng ta dừng tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, lời thầy như án mây trôi, thênh thang khắp chốn cho đời thêm tươi. Lời thầy thức tỉnh bao người, 3000 thế giới nụ cười bình yên. Kính bạch thầy, như những ngày nắng hạn đang chờ những giọt mưa pháp tứ tẩm lên mảnh đất tâm khô cằn, pháp Phật quả thật thâm vi diệu, khó tả khó lường. Hạnh phúc thay, may mắn thay, đệ tử chúng con được làm thân người, được gặp Phật pháp, được mười phương tăng thương tưởng truyền trao. Chúng con những cùng tử vất vưởng lang thang thì có hạnh phúc nào hơn, ngôn ngữ nào có thể diễn bày khi được ngồi trong nhà Như Lai, thọ hưởng pháp bảo, tắm gội nước pháp thầy trao. Giây phút này đây, chúng con đang được an trú trong pháp lạc vô biên, trong tiếng vang vọng của lời thầy, chúng con càng cảm thấy mình bé nhỏ, mỏng manh tờ chiếc lá chiều thu, hoa tàn trên sóng nước. Ôi bé nhỏ vô cùng, ngôn từ thô thiển, giờ đây chỉ biết có niềm an lạc và lòng thành kính vô bờ. Chúng con xin cung kính đảnh lễ thầy, để thay cho vạn lời của bao con tim trong pháp muốn nói lên lời tri ân sâu sắc. Ơn thầy trao pháp nhũ, chúng con chỉ biết khánh chúc thầy pháp thể khinh an, để mãi là đuốc tuệ rạng soi trong đêm dài tâm tối, cho thiện nam tín nữ khắp nơi được đón nhận và tắm gội pháp nhũ của thầy. Và chúng con chỉ biết nguyện thiết tha thực hành lời thầy dạy, để tỏ lòng tri ân không phụ công lao đại nguyện của thầy và mười phương tăng đã truyền trao và giảng dạy. Chúng con nguyện y giáo phụng hành. Từ buổi theo thầy mặc áo lam, màu khói nhang im bay nhẹ nhàng, bỗng bay thoát cõi trần tục lụy, tâm người bỗng thấy nhẹ thê thang. Thay mặt cho đạo tràng An Nguyệt, An Nguyệt xin chân thành tán thán và tri ân quý pháp lữ đã về đây thính pháp và trợ duyên cho buổi pháp thoại được thành tựu viên mãn. Tất cả phước đức này xin nguyện hồi hướng lên ngôi Tam Bảo, cầu nguyện chư Phật gia hộ cho chúng ta đời đời thân cận Phật pháp và đầy đủ công đức trí tuệ của Như Lai. Bến bờ giải thoát biết là đâu, ba cõi lại qua lắm khổ sầu, duyên phước đương theo đèn Tam Bảo, cùng lên bờ giác nhắc cho nhau. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch thầy, kính thưa xin mời đạo tràng với thầy diễn giả. Nguyện lên